Xin lỗi các bạn nhé. Thôi rồi, hôm nay không không quan nhạc nữa, nó bị lộn rồi. Rồi mọi người nghe có rõ không ạ?
Chín sóng vỗ rào rào. Vâng, chỉ có những người đi biển và những người ở những hải đảo như thế thì mới thấy những tiếng sóng vỗ rào rào ở hai bên bạn tàu. Sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng
Đất thì không có sụ đỏ mà cứ kêu nào. Nói chung là pháp luật phải công bằng với tất cả mọi người chứ không phải ông mà hát về bài Đảng Cộng sản Việt Nam với Hồ Chủ tịch rồi cuối cùng là ông vi phạm pháp luật thì ông thôi ông này coi như hát bài là tha chồng đấy mà cướp chồng cái đám thì cái đám này là cái đám này là cái đám này là cái đám nó vô để mà kích động tuyên truyền mà nên cho nó anh Bằng nãy anh mở cái bài Hoàng Sa đâu nhớ lắm, nhớ lại cái thời mà chúng tôi đi đi tuần dương ở trên trên biển anh, bài rất hay. Dạ. Rất hay cái thời tôi ở bên C4 mà tuần dương đó anh. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng là cái nhiều khi bây giờ đó trong cái tình hình đất nước chúng ta thì cái vấn đề mà đã nói rồi, cái nguồn gốc mà về cái bản chất của người Tàu đó, thì lúc nào là nó là muốn âm mưu để mà thôn tính đất nước chúng ta. Đấy, cái bản chất của nó là vậy rồi, mà kể cả cha ông của chúng ta đã lúc nào cũng sẵn sàng à, mà kể cả bây giờ cái dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung trải qua bao thế hệ lúc nào cũng sẵn sàng, bạn là bạn nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng hết. Đấy, nên nói là tại vì có nhiều khi á, các bạn trẻ họ không hiểu về, hay hoặc là họ hiểu nhưng mà họ bị xuyên tạc, họ bị những cái thành phần ở hải ngoại nó xuyên tạc, mục đích là gì, nó cho tiền rồi kéo anh hiểu tôi nói chứ không có gì đó. Những cái thành phần này là nó như thế thôi đó, với là cộng thêm cái sự nông cạn nữa nên dễ bị tụi này nó mua chuộc anh hiểu tôi nói. Thế còn thật sự là cái chuyện đó chuyện bình thường, tàu bây giờ nó mang tới rút lui, nó mang tới cái chuyện đó là không phải là một ngày một bữa đâu, nó còn nhiều lắm, nhưng mà cái dân tộc chúng ta là luôn lúc nào cũng cảnh giác và luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng mà để mà chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc là nó như vậy. Tôi đã nói là các bạn rồi. Cho nên là em mới nói ta, chú, cái chính sách của Đảng mình là vừa đối với Trung Quốc, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Dùng cái lực mềm đó là một cái sự rất là cao. Tất cả trên thế giới họ đều đánh giá cái nhà nước Việt Nam, cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đi một cái thế rất là hay. Anh hiểu tôi nói không? Đó rất đối với tôi lúc nào tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi nói thật, đó là một cái sự kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy, tôi nói thật cho anh một câu như vậy đó. Cho nên tôi nói thật với các bạn, chứ còn các bạn hãy tin tưởng vào, tại vì một cái quân sử và cái lịch sử của đất nước Việt Nam ta, một quân sử của đất nước ta là đã có suôn xiết một quá trình để mà chống giặc ngoại xâm, và họ dựa trên những cái vấn đề đó, họ nghiên cứu về vấn đề đó trên một cái tầm chiến lược rất là đẳng cấp. Đấy, chứ không phải là theo cái kiểu và cách mà chúng ta mà nghĩ nó bình thường đâu, không có đâu các bạn, không có đâu. Đấy, nên tôi chỉ nói là với vị một câu như thế này nè, trong cái thời kỳ mà chiến tranh chống Mỹ á, theo kể cả những con em sinh viên của Việt Nam khi mà đi du học, được đi ra du học nước ngoài mà thời trước năm 75 nha, đó mà Đảng Cộng sản chúng ta, cái binh giận của chúng ta còn chiêu hồi được mà còn đưa họ về phía chúng ta mà. Cho nên các bạn thấy cái thời gian đó, cái cuộc chiến tranh ở đất nước, trong đất nước rất là cao rào, nhưng mà ngược lại những sinh viên ở hải ngoại đó cùng với hợp tác với là những cái người bạn xứ, họ biểu tình, họ chống lại chiến tranh đó. Các bạn thấy cái sự thành công của trong cái vai trò mà gọi là Đảng Cộng sản, và cái vai trò của Bác Hồ nói một câu là chúng ta là phải đi, tại sao gọi cái câu là đầy tớ của nhân dân và vì dân và phục vụ nhân dân, cho nên là phải đi sát quần chúng trong cái chiến tranh nhân dân. Cho nên vì cái chỗ đó mà chúng ta mới là có sự đoàn kết dân tộc để mà chiến thắng kẻ ngoại xâm, là ở cái chỗ đó. Đấy, ở cái chỗ đó. Đấy. Cho nên tôi thấy anh thấy không? Bây giờ quay lại theo bây giờ cái bọn hải ngoại đó, bây giờ là coi như là nó bây giờ nó đủ làm cái trò, hết trò kích động rồi, hết trò này cái nào bắt đầu là thêm cái trò gì biết không, gom tiền cho Phọt Musa đi kiện, nó đưa ra những cái chuyện phi lý vậy mà không người tin. Anh biết tại sao đang Đài Loan kia,
ở bên bên Đài Loan, mà trong đó mồm chúng nó bảo là coi như là Formosa của Trung Quốc. Đấy. Mà trong đó có tiền các anh chị Việt kiều ở bên hải ngoại, sau đó coi như là sang kiện Tại vì tôi nói anh Formosa, nghe mà trong đó nó nè, lại coi như điếm cái tiền đó đi. Đấy. tại Đó cái vì bản em chất nói của cho bà quan em nói em nói với anh bằng là các bạn nghe, tại vì một số hải ngoại bên Mỹ nha, tôi nói riêng bên Mỹ thôi nha, là những thành phần Thiên Chúa giáo nhiều của thời Việt Nam Cộng Hòa, cho nên lợi dụng những thành phần đó để mà nó lấy tiền, anh hiểu tôi nói. Nhưng thực chất ra là nó không có một cái căn cứ gì, không có cái quyền hạn gì để mà nó đứng ra nó kiện người ta, anh hiểu tôi nói. Lãnh thổ là lãnh thổ của đất nước Việt Nam, anh hiểu tôi nói. Cái đó là đúng không? do người dân người ta quyết định, do nhà nước quyết định, do cái Và tụi nó cho đi chính tụi phủ Việt Nam, do chính phủ Việt Nam hiện nay nó đại diện cho nhân dân, đại diện hợp pháp cho nhân dân người ta làm. Chứ còn mấy bọn cơ vạn ở bên kia nó có quyền gì? tôi nói rằng là cái nhiều khi tụi này nó bày trò ra để nó kiếm tiền, anh em tôi nói, nó kiếm tiền đó, tôi nói nghe. Mà bây giờ nó thật ra ở hải ngoại người ta, người người dân người ta ý thức nhiều lắm rồi, chỉ riêng anh biết tại sao tụi này nó làm được, tại vì Vâng, nó chào mừng dờ cũng. đám công giáo ở tại hải ngoại, riêng ở bên Mỹ, anh em tôi nói đó, nó nhờ thằng cha họp trên mà để vận động, nhưng mà người ta biết, người ta phải thằng biết, nhưng mà những cái thành phần đó là nó dục đích, nó bị chúa, anh hiểu tôi nói, nó vì chúa để nó lợi dụng thêm để mà nó lấy thêm tiền của người dân. Nhưng mà người dân người ta, anh thấy tại sao có những người bên Mỹ người ta lên tiếng đó, người ta lên tiếng rất là nhiều, thì đó là chúng ta thấy được rằng là một cái sự coi như là lật mặt cho cái bọn là lừa đảo, những cái tổ chức là gian lận Rồi, cảm ơn ở người tại hải Mỹ. ngoại đó. Nên chúng ta phải thấy rằng là cái vấn đề đất nước chúng ta phải nhìn lại. Tôi chỉ nói là vì tôi chỉ nói cái cảm nhận của tôi là đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay được, là chúng tôi nói thật với các bạn là rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Tôi kể cho anh bằng các bạn nghe nha, ngày hôm hôm qua thôi nha, mùa hè ở đây là tôi đi xe Honda, anh bằng biết tôi đứt cái bóng đèn đằng sau, anh, cái bóng đèn đằng sau thôi nha, tôi đứt thôi mà đâu để ý đâu, tôi về hai thằng cảnh sát với là tôi đội cái nón mà tôi mua, cái nón mà tôi mua Việt Nam anh, qua mà nó chặn tôi lại anh, nó chặn tôi lại xong xả rồi, nó phạt tôi đội cái nón đó 15 đồng. Mà tôi nói ok thôi mày cho tao chạy về, tao lớn tuổi, tao 6 7 tuổi, nó không anh, nó bắt tôi dắt bộ anh, đùng mà tôi dắt bộ hơn một cây số, nó không cho tôi chạy xe anh, mà chỉ có bóng đèn này sao rồi mày gặp ở Việt Nam là rồi mày chửi cùng cảnh sát à, anh hiểu tôi đó. Thì Pháp mình luật nghĩ là là cứng ở bên các nước tư bản nào, hoặc bên Mỹ, ở bên Mỹ hoặc ở bên 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 châu Âu ấy, pháp luật là cứng, nhưng ở Việt Nam mình pháp luật nó đi vào cái tình người nhưng mà nhiều, mình nghĩ nó nó đúng, còn cái tình mình nghĩ nó nhiều. đúng, tại vì nó sợ mình đi cái đèn sao không có lỡ xe hơi á, người ta nó không thấy nó đụng mình, cái đó là đúng. Nhưng mà Việt Nam đủ và bắt đầu là chửi cảnh sát rồi nha, chửi nha, rồi nó phạt tôi 15 đồng anh, cái nón Việt Nam, nó nói là cái nón này không bảo đảm cho mày, nên tôi là tại vì nó xem mùa hè mình đội cái nón đó mình chạy trong phố mà nó không có bị kẹt xe, phạt tôi 15 đồng dắt xe, rồi biết tôi dắt xe về nhà tôi nã thở luôn, tưởng được chết dọc đường đét tim mà. Hơn một cây số anh mà dắt bộ nặng chết luôn đó, sát rồi đó, chửi công an Vâng. rồi đó, anh thấy không? Thấy không? Nhưng mà không biết rằng là người ta bảo vệ cái bạn sống với mình đó, nên tôi nói thật anh đó, chúng ta được sống ở trong một đất nước quá có sự tự do, quá cái sự nhân quyền, nhưng mà lúc nào cũng đòi hỏi nhân quyền. Mà tôi hỏi ông có nước nào mà có nhân quyền bằng Việt Nam, tôi nói thật với anh một câu, nói thật anh một câu anh bằng đấy. Cho nên các bạn thấy là các bạn phải hiểu được chúng ta sống được trong một cái sự thanh bình, trong một đất nước độc lập, trong một nước mà Đúng, được phát triển ngày hôm nay, đang phát người triển dân được và phát triển cơm một cách ngon, mạnh mẽ thì chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. tôi nói là cơm ngon áo đẹp nha, chứ tôi không có bây giờ không còn là cơm no nữa, mà phải nói là cơm ngon. Tại sao cơm ngon? Đùa bữa ăn nào tôi cũng thấy nó mà toàn là ốc hương chứ là tôm hùm không, chứ là bò gì đâu, không ăn con là tới đặt anh ở đây bên này là tôi nè, bản thân tôi đùa đi làm về mua con gà súp Đúng anh, rồi. gà đông lạnh đó được 3 đồng đùa, mà lên mà kho chết mẹ ăn 3 ngày. Tôi nói rồi, sống đất nước Việt Nam gì là ok rồi, tôi nói thật anh đó. Bây giờ các anh nhìn lại đi, các bạn nhìn lại đi, những cái thành phần mà chống cộng ở tại ngoại, tôi nói thật anh, sống cuộc đời rất ư là cực khổ. Mấy ông mà dơ dinh cờ giác cờ chứ sống rất là cực khổ, tôi nói thật anh, cái nhiều khi mà cả tháng mấy ông chưa ăn được tô phở, nó mắc quá mà anh bạn, không phải như Việt Nam đâu, đồ mà xích lô nghe, sáng ra là phải uống cái cà phê rồi ăn tô hủ tiếu, ăn tô bún bò Huế hay là ăn đồ đấy. Cho nên chúng ta phải, tôi nói thật một câu,
hạnh phúc những gì mà mình đang được Đúng hưởng ở trên cái đất nước của mình. Tôi chỉ có một cái lời nói tha thiết như vậy thôi. Tôi nói thật, không có đâu bằng quê hương của mình, không có đâu bằng quê hương và đất nước của mình. Tôi nói thật. Đấy, đó là những cái gì mà tâm tư tôi gửi đến cho các anh em chị em ở trong cái ở trong nước. Đấy, cho nên mình phải tuyệt đối bảo vệ cái đất nước, cái chủ quyền của mình, đất nước của mình, để bảo vệ cái hạnh phúc của chính bản thân mình, bảo vệ Tổ quốc, nghĩa là bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình mình, cho thế hệ con cái của mình. Cái điều đó là điều tôi muốn, cái thông điệp tôi muốn gửi lại cho các anh chị em thôi. Đấy, tôi rất cảm ơn anh Bằng ha. Tôi sẽ em Dạ xuống. vâng. Dạ Ok vâng. em. Vâng, Dạ. xin cảm ơn anh. Vâng, vừa rồi anh Phú cũng chia sẻ một cái số vấn đề mà bên các nước tư bản. Thì bây giờ này hôm nay thì tôi vẫn cứ tức là nhân cái việc mà Trung Quốc hiện nay đang quấy nhiễu ở cái khu vực bãi Tư Chính thì tôi cũng nói với tất cả các bạn về cái biển đảo một chút. Thì như tất cả các bạn cũng đều đã biết và nói chung là chúng tôi cũng đã nói nhiều trên live của tôi và những khách mời đã nói trên live của tôi nhiều rồi là cái khu vực hiện nay á là khu vực bãi Tư Chính thì là hoàn toàn nằm trong cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam đấy, thì tức là theo đúng về cái công ước về luật biển năm 1982 UNCLOS đấy thì là nói chung cái vùng bãi Tư Chính là nằm hoàn toàn trong cái vùng đặc quyền về kinh tế của Việt Nam. Nhưng bây giờ ví dụ như Trung Quốc đấy thì người ta lại lấy cái lý do là cái chỗ khu vực đấy nằm trong cái đường lưỡi bò đấy, và thứ hai là cái khu vực cái bãi Tư Chính đấy thì nó lại nằm ở cái khu vực Trường Sa mà Trung Quốc nói là hiện nay khu vực quần đảo Trường Sa là đang tranh chấp, nhưng là cái khu vực bãi Tư Chính thì là nó cách Trường Sa một đoạn nhưng mà ở đấy nó có một cái rãnh, vâng, rãnh sâu thì ở ở khu vực đó thì nó cũng hoàn toàn không phải thuộc cái quần đảo ấy, Trường Sa. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn một điều là như thế này, cái mục đích của Trung Quốc tức là đưa những cái vùng vùng ấy mà chưa tranh chấp, không tranh có tranh chấp, không có tranh chấp tức là cái khu vực bãi Tư Chính tức là vào cái vùng đấy, là có tranh chấp. Bây giờ giả sử như Việt Nam thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực đó thì nói chung là Trung Quốc muốn là cái vùng đó là cái vùng có tranh chấp, và nói chung là cái mục đích của nó là để coi như là ví dụ mình có khai thác dầu ở đấy là như là kiểu là vùng có tranh chấp thì ông có khai thác thì là có chia đấy, lợi nhuận hoặc chia phần trăm một cái gì đấy. Đấy, cho nên là đây là những cái âm mưu của Trung Quốc tức là đưa những vùng mà không có tranh chấp vào những vùng tranh chấp đấy. Thấy chưa? Cho nên là bây giờ hiện nay ấy, mình các nước Đông Nam Á chỉ có cái mà gọi là cái tuyên bố đấy, về cái ứng xử ở Biển Đông thôi, đúng không? DOC. Thì nói chung là bây giờ mình có muốn thực hiện, đang muốn thực hiện đấy, cái mà gọi là về về cái bộ quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông đấy, COC. Thì hiện nay là tôi nói với tất cả các bạn hiện nay đang rất là khó và đấu tranh từng bước bước một, và nói chung mình thì là tất cả các nước cũng đang đấu tranh với Trung Quốc để mà ví dụ mình ký được cái COC thì nó rất là hay. Nếu không thì cái chuyện mà cái tranh chấp về biển đảo thì nó còn nói chung là giữa các nước và đối với Trung Quốc thì nói chung là nó còn rất mệt mỏi. Mà theo tôi nghĩ ấy, là ví dụ như khu vực quần đảo Hoàng Sa chẳng hạn hoặc quần đảo Trường Sa chẳng hạn thì là nó là một cái vấn đề, nó như là một cái gọi là cái thùng thuốc nổ đấy, sẵn ở đấy, chỉ khi nào ví dụ nó có điều kiện đấy nó lại bùng phát lên đấy. Cho nên là mình cố gắng mình coi như là làm sao mà mình ký được với Trung Quốc, vâng, các nước ký được Trung Quốc về cái Hello, chào anh Thu Bằng. bộ về, rồi xin chào bạn, bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông, rồi xin chào bạn. Hello. Anh nghĩ về sau này khi mà Trung Quốc đã có cái hành động mà xâm phạm cái bãi Tư Chính của nước Việt Nam mình là Không, bây giờ mình nói thì gọi là quấy nhiễu chứ không phải ấy. Vì thực tế ở đấy là mình đang làm chủ tình hình, các tàu có như cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của mình coi như đang bảo vệ cho cái giàn khoan 14.000 tấn ở khu vực bãi Tư Chính. Còn những cái sao mà tàu khi mà HP8 và tàu những cái tàu tàu Trung Quốc của Trung đã Quốc quay lại và đã đâm chìm tàu hải cảnh của Việt Nam đã gây ra hai cái chết cái chuyện này các báo của quốc hải cảnh. tế nhá, và báo chính thống Việt Nam
không đưa ra thì mình không đưa ra. Giả sử như là bây giờ ví dụ như cái báo mà ví dụ NFAV tiếng Việt chúng nó nói mình là những người dân Việt Nam, chúng nó xuyên tạc, mình không bao giờ tin. Đấy, nếu mà có cái chuyện xuyên đấy tạc lẫn mình ra rồi. kiện kiện cái tòa quốc tế về cái 7 tháng 9 rồi mà Trung Quốc đã xâm phạm cái quyền lãnh hải và đặc quyền kinh tế của nước Việt Nam, nên là mình Quấy nhiễu, kiện mình là nói mình từ là quấy nhiễu chứ xuyên không tạc phải là xâm chiếm. Hiện nay Trung Quốc chưa xâm chiếm đâu nha. xâm chiếm, rồi cũng đã xâm chiếm rồi đi vào khi mà hải quân của Trung Quốc mà đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là cái hành động đó là xâm chiếm rồi. Tôi nói bạn đây này, cái tàu hải cảnh nhá, tàu tàu hải cảnh của Trung Quốc và cái tàu gọi ngư chính của Trung Quốc thì đấy là tàu dân sự, tàu quân sự. Tôi hỏi bạn câu hỏi Quân sự quốc tế đấy nằm đường là lên là lãnh tàu hải của đường quốc tàu tế tàu dân quân biển là một, tàu có ngư ranh chính giới là hai và tàu hải cảnh là và ba, chủ quyền. và bên mình là tàu coi cảnh sát biển và tàu kiểm ngư, đó là những tàu dân sự. Không có cái tàu ví dụ mang tàu chiến ra thì đó mới là tàu quân sự nha. Tôi nói bạn các bạn phải phân biệt được, ở đây mới là tàu dân sự quấy nhiễu lẫn nhau đấy. Tức là Mà hiện nay nha, hành động là cướp mình nước đặt rồi, ra cái giàn cướp khoan nước. 14.000 tấn ở đấy. Thấy chưa? Trung Quốc đem tàu khảo sát địa chấn ở địa chất, mình phải nói cho chính xác, và một số tàu hải cảnh và tàu kiểm ngư, cái tàu tàu gọi là tàu tàu ấy của nó quấy nhiễu thôi nhá. Chứ còn mình hiện nay mình đang đấy. Còn cái chuyện bạn nói là bạn nghe theo những đài theo thằng Tân Thái, thằng bên xưa đài F3, RFI nhá, chúng nó phịa ra cái gì nó cho phịa được. Rồi, ok, Thù cảm ơn. trong gọi là thù trong giặc ngoài, mà cái tiếp ứng cái tiếp diện của bên ngoài nó khác, bên trong của mình là khác, có quân nội quân ngoài, Làm sao? là mình phải cần có phối hợp với nhau để mình gìn giữ đất nước, để gìn Tôi giữ nói cái bạn bảy nhé, tư hiện chính nay của mình mình để vẫn, mình tôi nói bạn, bi chính là lý luận, bạn sẽ lập luận, chờ lập đấy, cái bãi trường tư chính cái đấy đó, mà khu ranh vực giới đấy, này. giàn khoan 14.000 tấn đỗ ở đấy thì mình vẫn cứ đảm bảo cho giàn khoan hoạt động bình thường. Và nói chung là mình cũng chuẩn bị các phương án kể cả những trường hợp xấu nhất, tôi nói bạn thế. Chứ còn bây giờ nhá, Trung Quốc chỉ cần đưa một cái tàu chiến hoặc tàu tàu coi như là về thuộc quản lực lượng hải quân của Trung Quốc ra ngoài bãi tư chính thì cái chuyện này nó nâng lên một tầm mới, tôi nói bạn thế. Cho nên là bạn cái gì bạn phải hiểu cho rõ thì nói chung mình mới nói nhé. Ở đây là tất cả là gọi là tàu dân sự. Rồi xin Mà anh mời. nghĩ như thế nào, như thù trong giặc ngoài là sao? Không bây giờ Thế nhá, là Trung Cộng đó, gọi là Trung Cộng đó. không bây giờ này, mình ở cạnh một nước Trung Quốc thì mình biết là nó xấu, nhưng mình phải Thì có một cái đối sách nó một tốt một tí đúng không, để cho hiện nay đất nước mình yên ổn và phát triển. Những người dân như ví dụ như bạn sống ở trong nước Việt Nam, tôi sống ở Việt Nam, tôi mong muốn điều đó. Cho nên mình đầu tiên mình phải mong cái sự khôn khéo của Đảng và như nhà nước mình đúng không. Và đến lúc cuối cùng giả sử Trung Quốc mà ví dụ như liều Anh mạng nghĩ mà cái đem gì? tàu chiến ra mà gây chiến ở cái khu vực bãi chính có bắn tàu cảnh sát biển của mình chẳng hạn, thì mình cũng đưa tàu chiến ra mà mình sẵn sàng chiến đấu luôn. Đó là cái chuyện dĩ nhiên. Ok. Ok, thôi, em cảm ơn anh đó. Thank you. Tối gặp Rồi. anh chút rồi Không thì tôi xin nói nói với bạn như thế này, đi. bây giờ bạn nói thì bây giờ bạn phải tìm hiểu một tí xíu. Bạn nói là cái tàu mấy cái tàu đấy là tàu quân sự không phải, mình nói với bạn là biết là tàu dân sự. Chính vì ngày xưa ở cái bãi cạn Sapporo ở Philippines, khi Cái mà vụ cái này tàu ấy là người ta cái vụ tàu bờ dân biển sự này của là Trung Quốc ở đúng ngoài không? Gạc Ma, Phú Lâm, rồi Hồng Sa, Trường Sa, hầu Không như bây là giờ này, cái mình đã bị bạn cướp ở bên quá ngoài bạn nhiều, nói là gì? cuộc tấn công Tôi quá sẽ giải nhiều thích. về cái ngoài biển. Tôi sẽ giải thích cho bạn. Đấy. Ok, Chính anh giải vì thích đi. là ở Philippines người ta lại đưa tàu chiến ra. Nghe chưa? Để mà đối đầu với cái tàu mấy tàu hải cảnh với tàu hải giám. Đấy, của bên 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 ơi tàu ngư chính của bên Trung Quốc, thành cùng là Philippines, cái lỗi đấy là lỗi Philippines. Bạn hiểu không? Cho nên người ta làm cái gì mình Phối phải hợp xử không bằng đúng, phối hợp. cái như thế. Mình không quân sự hóa cái vấn đề đó nhá. Đấy là cái khôn khéo. Đấy chưa? Chứ còn mình bây giờ nhá, nó mới như mấy tàu ấy ra, mình mang tàu chiến ra cái là sẽ bùng nổ một cái cuộc chiến ở cái khu vực đấy á, trước mắt là khu vực đấy á. Thì cái chuyện này nếu mà có giả sử có cuộc chiến thì như như thế nào bạn biết. Nếu mà ví dụ chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi không bao giờ mong muốn cái chuyện đấy. Mình vẫn giữ được biển đảo khu vực đấy
Nhưng thì người Việt thì đất mình Việt, vẫn buôn bán với Trung người Quốc. Việt đất Việt thôi, mình cứ Vâng. bao che nhau mà lấp tội như là mình nói về Phật pháp, cứ tha thứ cho nhau để mình sống. Và những mắc phải những lỗi lầm thưa kiện thì chị tụng nói một cách là xuyên tạc, không nói đúng sự thật, Đúng rồi, phải nói đúng sự thật. phải Mình nói đúng nói sự có thật, tình có lý. Đúng chưa? tình có lý. Đúng rồi, thì mọi người mới nghe được chứ ở lên trên này. Với bây giờ ví dụ là mình nói xuyên, mình nói bốc phét quá về cái đất nước Việt Nam, hoặc cái Đấy, tình hình ngoài mặt hành chính anh thì cảm cũng giác như cảm cảm nghĩ như thế nào mà các nhà tiên giáo, tiên tri, tiên nói về cái lãnh thổ Việt Nam, biên giới Việt Nam như thế nào? bây giờ tôi nói với không, bây giờ này cái lãnh thổ Việt Nam hiện nay tôi chỉ nói với bạn mình là đối với Trung Quốc nhé, cái vùng biên giới ấy, thì mình đã cắm trong cột mốc rồi đúng không? Thôi thôi mình không phứt, ví dụ bọn ở người ta không thích Việt Nam, người ta bảo là Việt Nam coi như là đã bán ra bao nhiêu mét vuông, nhưng các bạn biết đấy, ở cái vùng biên giới phía Bắc thì toàn đổi núi không thôi đúng không? Mà nếu mà mình bán thì năm 1900 Mà đồi núi có 79 nhiều uranium lắm nha. Đồi núi ở á, biết đồi rồi, núi nhưng là mà có năm nhiều chứ không 1919 chỉ vì mình muốn yeah. giữ từng mét đất, từng cái quả đồi một, từng ngọn núi một, thì mình mới đánh bại với Từ Trung Quốc từ năm 1979 từ đến hạt năm cát hạt cuối năm bụi, từ 1989, những 10 năm nữa mới kết thúc, thì chứng tỏ là mình quyết tâm mình giữ đúng không? Từng phải coi như là giữ cái mảnh đất thiêng liêng của Trung Quốc đúng không? Còn lại cái Hoàng Sa thì ai làm mất? Tôi hỏi bạn, cái Trường Sa khi mình lấy ở Việt Nam Cộng Hòa có 7 đảo và điểm đảo nhé. Hiện Dạ. nay có 48 đảo và điểm đảo. Đấy, các đoàn coi như là tàu hàng Tết vào tháng 4 sóng yên biển lặng, Việt kiều về thăm quê hương đất nước ra ngoài đảo Trường Sa thăm, mà trong đó đất nước mình gọi là cũng còn nghèo đúng không, mà mình vẫn cứ gọi là bồi đắp đảo, xây dựng cũng đường băng, cũng nhà chùa, cũng cho dân ra ở đúng không? Đấy, Rồi ở ngoài mình đó các bám bạn thấy trụ kiên không? cường của đất nước Tức là mình cũng quyết thì chống tâm trả nên giặc mình ngoại xâm giữ đó, cái biển ngoại đảo của xâm ông này. đó Dạ. đúng không, quả Gọi quê gọi là hương ngoại hơn. Chúng xâm ta này. thấy bạn ở bên ngoài bạn thấy Giặc ngoại xâm. thì nói chung là bây giờ này tôi thì nói chung Mà bạn hiện nay bạn đang sống nước ngoài, bạn tìm hiểu cái thông tin gì ấy thì bạn nên thứ nhất bạn tìm hiểu cái thông tin chính thống ở những đài tức là quốc tế, ví dụ em đang sống CNN miền chẳng hạn. Trung, miền Trung ha. Dạ. Miền Trung ở Đà Nẵng. Thì Dạ. bạn mình dùng được, nhưng bạn phải tìm hiểu những đài chính thống, ví dụ CNN thấy chưa, hoặc những cái CNN này đài ở Pháp chẳng hạn, nó có rất với nhiều kể kể cả ấy, nhưng có rất bạn đừng nhiều là đừng đừng kênh nghe những cái lời cho mà nên mình tuyên ấy. truyền bố láo của bên kia. Dạ. Rồi ok, rất cảm ơn bạn nên tham gia chương Dạ, trình mình. cảm ơn Hữu Bạn Bằng. không có một điều gì, mình sẽ trả lời bạn dùng cái lý luận đàng Dạ. hoàng, mình trả lời bạn chứ không phải mình nói Dạ. bừa gì. Thấy chưa? Nhá. Em Rồi, ok. đi tu là ăn chay, ăn chay. Dạ, cảm ơn. À, đi Rồi, tu bye đúng bye. không? Nhiều người ăn Rồi. chay. Dạ. Đúng không? Có nhiều người ăn chay chay trường, Tu là tôi một thì cách giữ giặc giáo, tu một cách là giữ là một truyền thống để mà chống giặc ngoại thâm. đúng rồi, Ăn ok, rồi. chay thì từ bi phóng sanh hỷ xả, ăn Đúng. chay có lòng vị tha, Đúng rồi, mình coi như chống giặc bỏ những thương gươm đao. Dạ. rồi. Một cách nhẹ nhàng, một cách lý luận đó, một cách nhân quyền, nhân quyền. Đúng. Dạ. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, ok, xin cảm ơn bạn. Dạ, bye bye, em xuống đây. Rồi cho mình sẽ mời Tường Phan Tường trở xuống nhá, mình mời Trương Hải Đăng. Rồi đang mời Trương Hải Đăng. Nói chung là những cái những người nào á, ví dụ rồi xong bạn ấy từ chối, mình mời bạn một lần nữa này, nếu không được thì mình chuyển chuyển cho mình mời Phan Trường. Không, thực tế là có những người người không hiểu thì mình phải giải thích, người ta hiểu thôi, còn cái bọn mà nó cố tình nó không, nó xuyên tạc nó không hiểu thì là cái khác. Ví dụ bạn vừa rồi bạn không biết về những cái tàu dân sự như nào mà tàu chiến như nào, mà bạn nghe là những cái thông tin mà ví dụ đâm vào tàu hải cảnh của mình, bắt đầu tàu cảnh sát biển của mình thì chìm 2 ngày chết, là bạn nghe của kênh của Tân Thái. Nói chung là khi nghe tin tức thì các bạn phải nghe nó chọn lọc. Rồi. Rồi, mình mời Tường Phan.
Rồi ở đây có thêm Văn Lưu nữa. Mời thằng Phan trước. Rồi. Rồi xin chào bạn. Bạn nói đi. Không nghe cái gì cả. Alo. Chào anh nhá. Ok. Nghe anh nghe được chưa? Rồi. Rồi nghe rồi. Xin chào cả nhà trên diễn đàn nhá. Rồi ok xin chào bạn. Vừa có vừa đưa cháu nó lên ấy, thì nó nói ấy, thì nó chỉ hỏi thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái trình độ của nó thì là chưa hiểu hết bằng anh em mình được. Đúng rồi, xong đó mình phải giải thích cho người ta, mình trả lời. Nói có nói là nghe thì nghe đài VOV với lại EFI với lại châu Á tự do BBC là mình chỉ nghe thôi, chứ còn toàn cái bọn nó xuyên tạc hết, nó không nói Đúng đúng rồi. chuyện thật đâu, đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh em trên đàn là trên một số anh em trên đàn cũng có phản biện đấy, chứ Vâng. còn nó nói là đi kiện cái thằng Philippines, nó kiện thì mình nhiều đấy, được Vâng. đâu, Đúng, đúng rồi. đúng không? Thế bây Dạ. giờ đi đầu với lại cái tòa án thì nó nói là cái đường chín đoạn với lại cái đường lưỡi bò Liên Quốc có công nhận đâu, nhưng nó cứ đi ra thì Dạ. nó là nước lớn. Đúng Bây rồi. giờ mình bây giờ chỉ đấu tranh nó bằng chính trị thôi, chứ còn về quân sự ấy để nói bây giờ ơi chết khổ lắm, cái dân cái Việt Nam mình ấy, nó lại ngay sát cái thằng khổng lồ cơ, nó nằm sát biên giới cơ, đúng không anh? Nó nằm sát 6 tỉnh biên giới, nó làm đất liền ấy, cái điều đó cũng là quan trọng nhất, cũng là quan trọng. Thế nếu như mình mà cách xa thằng Philippines, nếu như bây giờ tôi nói này, nếu Thì như Việt Nam mình không hiểu, tức là ở vùng không vận thì làm sao? rồi, thế nếu như hẳn như Việt Nam mình ấy, như Philippines ấy, như Philippines nhá, thì có lần đánh nhau lâu rồi đấy, mình đánh rồi đấy, đúng không? Nhưng chết mình lại vướng ở cái đất liền 6 tỉnh biên giới kìa, nó Vâng. khó, nó khó, nó khó, khó lắm bây Bây giờ này, anh xin rồi. lỗi để tôi trả lời cho bạn Bang Vũ, thì bạn cũng là người bạn hỏi thôi. Nếu mà bây giờ ở vùng không vận thì tôi hiểu rồi. Tức là nếu mà có cái tức là có máy máy bay á của Trung Quốc, Rồi. ví dụ của Trung Quốc mà xâm phạm vào cái vùng mà ví dụ là đặc quyền cái vùng không phận của Việt Nam ấy, thì mình mang máy Rồi. bay ra đuổi thôi, đúng không? Rồi. Đấy là cái Rồi. nguyên tắc. Còn ở cái vùng biển nhá, thấy chưa, Rồi. thì là người ta đưa tàu dân sự ra thì mình đưa tàu dân sự ra đấy. Rồi, Chứ còn bây thế giờ tôi người ta nói anh đưa Bằng tàu này. tàu chiến ra, để gọi tàu quân sự ra, thì mình đưa tàu quân sự ra. Nhưng mà nói Bây giờ chung tôi là nói anh Bằng này, bây giờ cái người dân mình ở trên diễn đàn này, đây nói trong này cũng có bọn chống cộng cực đoan nhá. Chứ nói chống cộng đoan mà kệ cho nó. Chứ nói nào mà vâng kệ cho nó. Chứ không nó rồi, là thuộc vì cái là lực Bang lượng Vũ cộng cũng là bạn đoan của mà. tôi mà, nên tôi bạn không hiểu, tôi Rồi, giải thích cho cũng mặc bạn kệ cho nó, còn anh em nhá. mình yêu nước ở trên thì mình cứ nói anh em trên diễn đàn yêu nước này. Mình vâng thật thật sự tin vào đảng của mình nhá. Thật sự tin vào đảng của mình đi. Đấy, cái nhất, cái hai là mình yêu nước. Chứ còn tất cả cái những cái mà đối xử là bây giờ do chính Rồi phủ bây giờ này, ở mình đây là có từ mình người sang dân nữa thôi. đây, thì tôi thấy Ở là rồi. bạn có vẻ ở bên phía đối lập, mà hôm nay á bạn có còm vào mấy cái nút ở trên trang nhà của tôi, bạn muốn lên thì bạn tranh luận với tôi, mà mình tranh luận có lý lẽ, mình đều là người Việt Nam cả, không có gì cả nhá. Tôi giải thích như bạn vừa nãy, bạn Đây, không đây, hiểu đây, tôi giải thích. đây, rồi. Thế tôi nói anh bằng thế, chứ mình là một người dân thôi, một người Đúng dân rồi. yêu nước thật sự đâu. Bây giờ mình cứ tin vào đảng của mình. Chứ còn bây giờ đảng tất cả các cái toàn bộ ở trên họ sẽ lo hết cho mình rồi. Mình là một người dân để mình theo dõi. Chứ còn thực tế người dân mình khi đã một cuối cùng thì mình có thật lòng hay không? Đúng Đấy giờ mình chỉ mong sao dân mình là 1 triệu người như một để đoàn kết lại. Đấy tôi chỉ tôi mong nói nó làm sang sao Nguyễn được nhá, thế thôi. sang Nguyễn mà nói tục nói bậy một câu nữa là tôi lốc nhá. Ở trên này Chứ nhá, còn mình là người Việt Nam, mình phải dùng cái bây lý lẽ, dùng lý luận. Còn chửi nhau thì tôi nói với bạn, các bạn chửi thua tôi. giờ bây giờ cái diễn đàn của anh thế này, bây giờ lên cái thằng Tân Thái với lại cái thằng Mai Lý Trương ấy, với thằng Ác Quy tốt nhất anh đừng cho lên. Cái bọn cái đầu óc nó quá bà đậu luôn, nên là tốt nhất đừng cho lên, cho lên nhiều lúc cái anh em ở dưới diễn đàn thì tôi bức xúc lắm. Tôi bức xúc mấy cái thằng này lắm. Tốt nhất không cho lên để tôi đối chấp với mình được. Đấy, anh tốt anh đừng cho lên, lốc hết chúng nó đi.
lắng Rồi nghe anh thì em mình bạn cũng nói ngồi chuyện lắng đây. nghe, bạn không được nói tục nữa bạn nhá. Ở đây tôi nói với tất cả các bạn, vừa nãy tôi nói cái vùng khu vực bãi chi chính, các bạn kia bạn nên nó hỏi tôi giải thích cho đàng hoàng nhá. Hiện nay Việt Nam vẫn làm chủ cái khu vực bãi tư chính ở khu vực bãi chi chính đó, và để mà bảo vệ tốt cái giàn khoan Quảng A đấy 14.000 tấn hiện nay đang đặt ở khu vực bãi tư chính nhá. Còn cái chuyện mà cái chính sách của Đảng và nhà nước mình nghe chưa, đã nắm được những cái khu vực ở bãi tư chính đấy, thì từ năm 1988 mình đã có kế hoạch xây dựng những dàn DK để mà coi như là đảm bảo bảo vệ và giữ vững cái chủ quyền của mình. Tôi nói với anh về tất cả các bạn, hiện nay tất cả các nước có tranh chấp ở trên biển Đông đã có nước nào khai thác dầu chưa? Đấy Tôi anh nói các Bằng bạn. ơi, bây giờ thì tôi chỉ nghĩ thế này này, cái những cái bãi tư chính ấy, thì nếu lo luốt là luốt lâu rồi Anh cũng đấy, hành nó xử. không không luốt được thì nó phải chịu thôi, chứ Dạ. còn kệ nó lẩn vẩn ở ngoài mà kệ nó thôi, chứ còn nếu đã chiếm nó chiếm lâu rồi, nếu nó phải nghĩ chứ, Xâm phạm đâu công phải bằng đâu Việt đâu, Nam thì bây giờ máy bay dân sự, ví rồi dụ có máy bay chở khách nữ chẳng hạn, thì nói rồi chung người ta vào người ta đấy phải thực hiện đúng cái pháp luật Việt Nam. Đấy nhá. rồi Đấy, người rồi ta đi qua thì vào một cái vùng coi như nhận diện phòng không của mình, người ta phải báo với cái gọi là trên, gọi là bên 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 không ấy, gọi là cái gì đấy, tức là mà báo cái vùng bay của coi như ở Tân Sơn Nhất chẳng hạn, rồi ví dụ thế rồi ạ. Đấy. thế anh em bên trên này cũng thế thôi, chứ bây giờ tất cả các anh em trên này thôi, toàn người dân yêu nước, người ta cũng lên trên đàn của anh rồi đúng Dạ. không, nhiều người ta cũng bức xúc rồi, thế nhưng mà bây giờ anh em cứ hiểu lung la, bây giờ thế này Dạ. này trên diễn Còn đàn dân này, sự thì cứ theo luật hàng không mà tuấn phạm là đúng, cứ theo luật hàng không thôi. như anh em mình ấy thì bây giờ tuổi nó cao rồi thì mình biết nghĩ rồi, còn cái lớp tuổi đó, nhỏ nhỏ ấy, người ta chưa hiểu biết thì người ta lên diễn đàn người ta hỏi thôi, người ta lo, người cũng lo nhưng mà lo không đúng đúng không, vừa cái cháu gì lên nó cũng không đúng vào đâu, thế là bây giờ Vâng. cái bãi chính mình phải là nó quay lại mà kệ nó, Đúng dân rồi. mình cứ cứ nghe Cho cứ nên là cứ là tôi các nói bãi với tất cả các bạn, thôi. Vâng. cách ứng xử ở cái khu vực tranh chấp, cái khu vực tôi nói thẳng em bãi tư chính đi, nó phải ở có mức độ từ từ thấp nghe chưa? Rồi. Đấy thì mình Rồi. cũng đợi thấp. Ví dụ tại sao tôi nói với tất cả các bạn rồi, tại sao ở năm ngoái ở cái biên giới của giữa Trung Quốc và Bhutan, Rồi. quân hai bên đấy dùng tay không đấm nhau, Rồi. dùng súng đạn, nó là một lại nâng lên một tầm mới nghe chưa? Rồi. Đấy. Cho Thế nên là bây bây giờ giờ đến thế chung này. Thế là anh em trên diễn đàn cũng người ít tuổi hơn, người ta suy nghĩ ít, thì bây giờ tôi cứ tham gia ý anh em trên diễn đàn này này. Bây giờ ấy, nếu mà đẩy được cái Việt Nam mình đi thì mình đẩy đi lâu rồi đấy, không đến bây giờ đâu. Nên là chết là mình nằm ở cái biên giới này là chết cái thằng khổng lồ này. Thế nhưng mình bây giờ cái ngoại giao mình khi nó xảy ra, bây giờ nó anh Bằng xảy ra cuối cùng rồi thì cả nước thế giới này nó sẽ ủng hộ mình, đó là chính nghĩa đúng không, chứ còn đâu bất đắc dĩ lắm rồi, chứ còn thì bây giờ bất đắc dĩ lắm rồi thì mình xảy ra rồi thì phải cả thế giới, không như trước trước như bác Hồ mình nhá, phải đi xin vũ khí này, đi xin lương thực này, nhưng bây giờ nếu có xảy ra tột cùng như nữa thì tôi nghĩ rằng là nhá, mình không cần phải xin vũ khí và không cần phải xin lương thực nữa, tự người ta mới đến mang cho mình, nhưng mà chết ở cái đoạn này là mình là một bãi chiến trường luôn, và sau này dân mình nó khổ vâng đấy, dạ thế là mình thôi mình cứ tranh đấu chính trị, thế bây giờ cả cô lập, bây giờ tất cả Trung Quốc nó gầm, nhưng bây giờ nó đánh mình, nó mà còn được mình chứ nữa là sau này của nó cũng chẳng 20-30 năm sau nó không bao giờ bằng bây giờ nữa, nó nói thế thôi, chứ còn nó dám làm sao nó đánh mình đâu, nên nó cũng phải nghe quốc tế của nó chứ, có phải không đâu. Thôi em chào anh nhá, vâng để cho vâng bác lên nhá. vâng Rồi xin rồi xin rồi cảm ơn anh. à, cảm ơn. Tôi nói với tất cả các bạn, không thể leo thang được, nó khó leo thang lắm, vì là ít nhất Trung Quốc cũng phải giữ cái hình ảnh của Trung Quốc trước những cái đối tác của Trung Quốc. Với thai cũng có một cái điều quan trọng nhất, năm nay nhá, là kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc đấy, cho nên là nói chung là không phải người ta chỉ, ví dụ chỉ vì một cái tí sau đó người ta lại nâng tầm lên, người ta lại gây ra một cái cuộc chiến ở đó đâu. Nói chung mình phải có cái cách nhận nhận định như thế. Rồi mình bạn mời bạn Lưu Văn Thêm. Đấy, đang thêm bạn Lưu Văn Thêm. Rồi các bạn chờ chút.
bạn bên ngoài trở chứ. Rồi, xin chào bạn. Rồi, xin chào. Rồi, xin chào. Đâm tàu Việt Nam á, có nghe gì không anh bạn? Okay. Nghe không? Rồi nghe rõ, rồi nghe. Thì nói cho cái chú em hồi nãy mà nói về ví dụ mà chú nghe ở đâu cái thông tin mà tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, cái đó là không có. Anh hiện tại bây giờ là anh đang ngồi trên biển nè, anh đang ngồi trên biển, anh là dân đi đánh cá nè, cái chuyện đó là không có. Nếu mà có là tụi anh ở ngoài biển tụi anh biết hết, tại vì ở trên biển lúc nào bộ đàm người ta cũng trực tiếp đó. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra là người ta cũng thông tin với nhau, để có sự cố ở nhau ở trên biển là người ta liên lạc với nhau được hết nha. Anh nói cho em biết là anh đang ngồi trên biển, anh chứng minh cho em coi nè, anh thấy biển không? Đó, đúng rồi. Bạn đang đánh cá ở đây là con biển tàu đi đánh ngoài cá của anh nè, ngoài khơi Vũng Tàu à? Biển Bà Rịa Vũng Tàu, đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói mình nói như vậy nè, bây giờ á thì cái tình hình á thì mình biết rồi, cái thằng Trung Quốc thì nó ỷ nó là một nước lớn, nó muốn cái tham vọng của nó là nó có lợi ích ở Biển Đông, cho nên là bất cứ cái gì mà có ở Biển Đông á, à, ở trong cái khu vực mà nó cho là tranh chấp, đối với mình thì mình là đặt lãnh hải của mình, nhưng mà đối với nó thì nó nghĩ là đó là vùng tranh chấp, thì nó không có, nó là một nước lớn, nó không có ngại cái vấn đề của quốc tế, bởi vì quốc tế nó là một nước lớn, tầm ảnh hưởng của nó là rất lớn ở trên thế giới. Trên thế giới này người ta phải làm ăn với nó, bởi vì nước nó là một cái nước kinh tế mạnh, cho nên là người ta rất khó can thiệp được cái vấn đề về Việt Nam. Cho nên là nó muốn cái lợi ích của nó thì nó vậy thôi, nó kiếm nó quậy phá để mà nó bắt phải ăn chia với nó. Ý là nó cái mục đích của nó là chỉ có như thế thôi. Chính xác. Muốn làm gì đây phải ăn chia với nó thì nó mới chịu. Còn nếu mà mình dẫn người khác tới, mà mình ví dụ như là Nga hay Mỹ hay là một nước châu Âu nào đó mà tới đây là nó nói là bỉ mặt nó, cũng như nó nói nó ở đây là một nước lớn mà tại sao là bỉ mặt nó, cho nên là nó ăn không được thì nó phá, nó tức vậy thôi. Chứ còn tình hình bây giờ là không có cái vấn đề gì hết, nó chỉ quấy nhiễu thôi. Nó lấy ba cái tàu sắt, ba tàu đánh cá, nó giả dạng hay là dân thì mình cái đó mình cũng không xác định, nhưng mà cái nó không có trang bị súng ống, nó không có đi vô cái bãi tư chính thì mình cũng không có quyền nổ súng. Mình nổ súng là mình sập bẫy đó luôn, mình nổ súng nó đổi thừa cho mình là hiếu chiến, úp sọt mình luôn, quýnh mình luôn, thậm chí nó chiếm mình luôn. Nên mà ra quốc tế là nó nói tôi là đi đánh cá ở ngoài đó thì cái vùng đó là vùng tranh chấp, bây giờ mấy ông bắn súng bắn dân nó chết thì nó có quyền nó quýnh mình, thì lúc đó mình kêu ai? Cái đó là cái lỗi của mình, cho nên là cái lỗi là cái nếu mà mình nổ súng trước là mình sập cái bẫy của nó, cho nên nó đổ lỗi cho mình là mình là kẻ hiếu lực lắm, tại vì cái lực lượng của nó là quá chênh lệch với Việt Nam đi, nó tới 1.400.000.000 dân mà nó chỉ cần lấy một cái tỉnh của nó ra thôi là nó đè bẹp mình ở cả kinh tế lẫn con người luôn, cho nên là mình và nó cái sức gọi là cái sức mạnh về quân sự của Trung Quốc đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga. Nói bây giờ kể cả thằng Mỹ bây giờ mà cũng không dám đánh nó nữa, chứ đừng 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 nói tới Việt Nam. Mình không phải là mình không dám đánh, mình chỉ dám đánh khi nào nó ức hiếp mình quá đó. Tới bước đường cùng mà mình mới quốc thôi, cả dân cả quân cũng phải quốc luôn nữa, tới bước đường cùng thì phải chơi nữa. Còn bây giờ cứ bình tĩnh đi, không có gì đâu, nó cứ nó kiểu như nó quấy đầy mình thôi, không có chuyện gì xảy ra hết, nó cũng không dám đâm tàu mình nữa. Có gì đâu mà hồi nãy nghe chú em nói tàu Trung Quốc đâm tàu mình chìm, bữa giờ làm gì có. Cái chuyện đó là nó ở cái vùng đảo Trường Sa nó xảy ra lâu rồi thôi, chứ ở hiện tại bây giờ là không hề có nha. Cho nên là chú em mình cứ yên tâm, anh đang ngồi trên biển nè, bọn anh đi biển mà anh không sợ thôi, chứ mấy chú ở bờ mấy chú sợ làm chi. Nó đâm tụi anh chết trước chứ chú chưa tới lượt chú chết đâu, mà chú phải chú lo nha. Thôi anh Bằng ơi, em nói vậy thôi, anh cho anh em lên rồi. Chia sẻ đi. Nói chung là bữa nay đang ở đánh cá trên biển đúng không? Vâng. Thì nói chung là và đây là bữa nay vừa, vừa làm nhiệm vụ về kinh tế, vừa coi như bảo vệ coi như vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc đấy, những cái ngư dân của mình, thì nói chung là nó mang hai nhiệm vụ đó. Rồi vừa nãy bạn Tường Phan, bạn xin lên thì mình mời bạn Tường Phan.
Tôi nói với các bạn rồi đấy, tôi nói các bạn rồi, cho nên là ví dụ ở cái vùng Biển Đông thì nói chung là chỉ có Việt Nam hiện nay đã khai thác được dầu ở cái vùng gọi là Biển Đông thôi đúng không? Chứ còn ở Trung Quốc á, thì nói chung bây giờ ví dụ như ở cái chúng nó chiếm giữ cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng tất cả các bạn thấy không, ví dụ là chúng nó chưa có thể khai thác được cái tài nguyên về dầu khí ở cái vùng biển vùng biển Hoàng Sa. Đấy, cho nên là có một lần tôi mới nói với tất cả các bạn này, tức là có một tướng của bên Trung Quốc người ta, tức là cái này gọi là cái tôi nghĩ là đó là cái đề nghị vớ vẩn thôi, tức là người ta đề nghị lên coi như là chính phủ Trung Quốc coi như là thôi bây giờ coi như quần đảo Hoàng Sa bây giờ mình giữ cũng tốn rất tốn kém rất nhiều tiền mà mình chả khai thác được cái dầu khí ở cái gì đấy, mình mỗi lần khai thác là Việt Nam phản đối, thế giới phản đối nọ kia, thì thôi thà bây giờ coi như là mình bảo coi như là bảo Việt Nam coi như là không có quấy nhiễu gì cái vùng này nữa thì tôi sẽ trả cho Việt Nam 200 tỷ đấy. Nói nhưng mà nói chung là cái chủ quyền của đất nước mình thì bao giờ không bao giờ mình bán kể cả cái đó bằng tiền. Rồi xin mời bạn. Không nghe gì bạn ơi, bạn cắm lại cái tai nghe bạn Cái bọn xuyên tạc cơ mà tiền nong rồi. tỷ tung nó toàn cái bọn ba que nó xuyên tạc cái mình nghĩ ấy gì đâu. Chứ bây Đúng rồi. giờ thế này, cái trong nước mình ấy, cái người không người biết bảo người không biết thế thôi, chứ còn Đúng chính rồi. ra trong nước mình bây giờ thì là cái phản động đúng là chẳng. Bây giờ thế này nói anh bằng này, bây giờ những người đi biểu tình tung nó toàn cái người toàn thực hiện ấy, cái người lừa lao động ấy. Anh ạ, nay nó hôm nay nó nghiện nó không có tiền, mà mai nó cầm vài ba trăm nó đi, nó cứ đi thôi. Chứ còn nó biết nghe mai để nó hút chích để cho nó sống, chứ còn bây giờ cái người dân bình thường như anh em mình ai cầm cả cái hai ba vài ba triệu, anh em cũng chẳng cầm. Rồi Bây xin giờ lỗi. Tôi xin lỗi đó. bạn một tí, tôi trả lời các bạn Nguyễn Trường. Bạn nói là dư luận quyên viên AK47 chiếm đảo gạt ma là như thế nào? Thì tôi nói bạn nhé, tôi sẽ trả lời bạn. Nhưng mà trước khi trả lời bạn, tôi sẽ nói bạn, tôi là người dân bình thường. Tôi không phải là dư luận viên mà Rồi. không thuộc lực lượng AK47. Đấy, tôi trả lời bạn như này. Rồi. Năm 1900, tức là vào ngày 14 tháng 3 đúng không? Năm 1988, lúc đó có cuộc Vâng. chiến, vẫn còn cái cuộc chiến giữa Việt Nam Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, cụ thể là ở Rồi, mặt trận Vị rồi. Xuyên, Vị Xuyên đúng không? Cho nên Rồi. là bạn nói Đúng. là gọi là cái đảo Gạc Ma là không phải nhá, tôi nói bạn đấy, ở đấy là cái bãi đá ngầm, Rồi. bãi đá ở Gạc Ma Rồi. đấy. Cho nên là Đúng rồi. khi Trung Quốc mà chiếm cái bãi đá Gạc Ma đó thì mình đưa công binh ra để cũng mình bồi đắp cái đó, cái hoạch Rồi. HQ88 ấy, tức là mình đưa cái công binh ra để mà mình bồi đắp lên trở thành Rồi. bọn nó nổi tí để mình cắm một cái nhà giàn để mình giữ chủ quyền. Nhưng Trung Quốc Rồi. coi như là lúc đó vẫn còn chiến tranh giữa Việt Nam Trung Quốc, Trung Quốc mới đánh chiếm Rồi. cái bãi đá ngầm đó, gồm có Gạc Ma, Cô Linh và Nhân Đạo, cả ba cả ba Rồi. ba ba cái bãi đá ngầm đó. Nhưng Rồi. mình chỉ mất Gạc Ma thôi, sau đó mình chiếm lại Đúng. được Cô Linh và cái Rồi. Nhân Đạo thì mình Và dùng lên cái đao tàu rồi. 503 mình húc lên, tức là nó Rồi rồi. chiếm ba, tức là nó chưa chiếm ba, mình thì cuối cùng chỉ được một thôi. Đấy, tôi nói Rồi. bạn, lúc nữa tôi sẽ nói với bạn về cái tôi vừa nãy tôi nói bạn, cái quần đảo Trường Sa ở Việt Nam hiện nay của Việt Nam ấy, nhưng mà hiện nay là tranh chấp rất nhiều nước thì nó như một cái thùng thuốc súng, cho nên mình cố gắng làm sao mình sẽ coi như là hiện nay mình sẽ ký được một cái gọi là cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông ấy, COC, nhưng mà cái chuyện này Rồi. đang rất là khó. Rồi xin mời bạn, đấy tôi trả lời bạn như vậy. Rồi xin mời. À rồi, thế là anh nói về cái chỗ tôi thì cái năm mình cũng nghĩ là cái năm 88 là tôi thì dân mình cũng nghèo khó một tí, thì bây giờ Vâng. thằng Trung Quốc là toàn bộ nó lợi dụng cái trường hợp hết, trường hợp của dân dân mình là khó khăn thôi, nó lợi dụng toàn cái thời điểm khó khăn thôi anh ạ. Nên là cái thời điểm ấy thì lại hơn nữa là cái đất nước mình bây giờ nó cấm, là thế giới Không, nó cấm Nguyễn chúng tôi, Trường nó không cấm biết toàn gì quốc. cả. Bạn hỏi là Trường Sa, Hoàng Sa và Trường Sa thế nào? Hiện nay Việt Nam vẫn khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa đó là chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà Rồi. Hoàng Sa mất vào tay Trung Quốc năm Rồi. nào? Năm phía Tây thì mất vào năm 1956. Còn lại Năm phía Đông mất đốt vào năm và 1974. Ai quản lý? 74 rồi. Rồi. Là Việt Nam Cộng Hòa. Còn Trường Sa hiện nay, Rồi. tôi hỏi bạn, bạn có trả lời không? Hiện nay có bao nhiêu nước đang
hiện nay đang có sở hữu những đảo và điểm đảo ở quần đảo Trường Sa không? Mà Việt Nam Thì cũng có còn lắm làm mất bao nhiêu? Mất Ba Bình, mất đảo Thị Tứ và một số rồi. những đảo nhỏ trong Philippines và Hiện nay hình như Malaysia. có 5, hiện nay hình có 5 nước hoặc 6 nước là vẫn tranh, vẫn lâu Tranh lâu chấp. vẫn cứ tranh nhau quần Nhưng mà đảo Việt Trường Sa Nam mình vẫn cứ đấy. khẳng định Rồi cái chủ quyền của mình ở đó. Còn tôi, thì cho giờ nên mình tôi nói với bạn là cái chuyện ở Trường Sa thì nó như là một cái thùng thuốc súng, lúc nào cũng sực chờ nó, rồi hiểu đúng không? Đấy. rồi. Rồi xin mời. Vâng, thế nên anh nói như thế thì tất nhiên là bây giờ anh nói thế để dân ở đây anh em diễn đàn ở trên diễn đàn này ai chưa hiểu đi họ hiểu thế thôi, Vâng. chứ còn bây giờ cái người mình người dân yêu nước thì mình tôi cứ theo đảng. Bây giờ thì mình cứ theo chính phủ, bây giờ thì tất cả cái việc ở trên họ đã lo hết hết rồi, chứ còn dân mình thì cứ việc làm mà ăn thôi, chứ còn mai khi có xảy Vâng, ra thì tôi nói với anh và rồi. tất cả các bạn, ví dụ như cái kế hoạch như hình như là tôi nhớ nhầm khác quy 5.000, khác quy 88 thì nói chung những cái năm 88 các bạn nhớ đất nước mình vô cùng khó khăn, còn vô cùng khó khăn nó không được như bây giờ. Mình mà mình đã có cái kế hoạch, đảng nhà nước mình đã có cái kế hoạch để bảo vệ và giữ những đảo từ những năm đó rồi. Đấy, tôi nói các Vâng. bạn, đấy có phải là cái tinh thần quả có chế độ là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo muốn giữ cái gọi là cái mảnh, những cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc không? Đúng không? Thế đây thế rồi anh em mình trong cái diễn đàn này thì rất cảm ơn những các anh ở các anh các chị các bác ở trên cái diễn đàn này trên về bình luận này mới về phản biện này, rất cảm ơn các bạn ấy có lòng yêu nước. Thế thôi, thế thôi, còn bây giờ Bây như là giờ nước tôi hỏi thôi. bạn Nguyễn Sường như thế này, kiện ví dụ Philippines, Trung Quốc nó không chấp nhận ở tòa án là hay, đúng không? Bây giờ tôi nói Rồi. là bây giờ ví dụ Nhật Bản với lại thằng Trung Quốc ấy, tranh chấp nhau ở cái đảo Sao Cô Cự hoặc là Đống Ngư ấy, kiện đi, Vâng. kiện đi, Chuyện gì? để các nước có muốn kiện để mà mình giữ đấy không? Rất muốn nhưng mà cuối cùng kiện thì cũng kiện được nhưng mà bên kia không công nhận, hoặc là một hòn đảo Không nhỏ tranh chấp giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản bây giờ đấy, kiện đi. Hoặc là cái quần đảo Kulin giữa Nga và Nhật Bản ấy, kiện đi. Vùng vâng. Kashmir đấy, Thế tranh chấp giữa Ấn mình Độ, Pakistan và Trung Quốc, kiện đi. bây giờ thì dân mình phải hiểu rằng cái bây giờ mình phải 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 mang ra này thằng Philippines nó kiện cho mình rồi đấy, không phải là mình kiện được đâu mà kiện đã được đâu, chính như nó kiện hộ mình như con gì nữa thì con gì nữa. Đúng rồi. Anh em ở trên này cứ phải nghĩ xa ra chứ, đấy nó kiện nó vạch cho mình đi trước ấy, nó mở đường cho mình đi trước, nó hộ mình rồi đấy, không phải không đâu. Thế nên nó bây giờ kiện gì, nó bây giờ đây nó Trung Quốc nó có công nhận đâu, nó có đi nó có sang đấy nó nói đâu, nó bảo nó không chấp nhận đâu. Và cái tòa án Liên Hợp Quốc làm gì đó, có làm gì đó không, hay là Rồi, Trần Trần mang Tiên, tôi quân sẽ lên mời Trần Trần bảo Tiên. là không được của mày nói Bây đi. giờ Thế này. bây giờ em hỏi ông bằng cái này nhá, bây giờ nó phải kiện thế này này, Philippines Vâng. kiện tòa án quốc tế nhá, nó bảo là không phải của Trung Quốc, nó cho quân đến tất cả cho tàu đến ngăn thằng Trung Quốc lại, không phải có mày thì mình mới dám thì mình mới kiện anh ạ. À, thì bây Vâng. giờ nó chỉ nói mồm suông không thì Trung Quốc nó vẫn lẩn vẩn vào đấy nó làm gì đó. Thế nên là tốt nhất thì ở trên này các anh em nhân đàn cũng bảo kiện kiện gì mấy 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 cái thằng ba que chúng bảo đoàn nó bảo kiện gì kiện đi về mà chúng mày về giỏi về mà kiện. Bây giờ tôi nói anh ấy, bây giờ như này, hiện nay mình vẫn đang làm chủ được tình hình. Cái vấn đề kiện thì Vâng. mình vẫn cũng có cái phương án đấy. Tôi nói anh, nhà nước mình vẫn, Bộ Ngoại giao mình vẫn có cái phương án đó. Nhưng mình có Rồi. dùng hay không và dùng ở thời điểm nào và có thích hợp Rồi. ở thời điểm ở đó hay không. Thấy Đúng. chưa? Đấy, cho tôi nói với Rồi. các bạn, người ta mà làm ngoại giao người ta giỏi lắm, không như người dân của, ví dụ không như Rồi. như các bạn. Ví dụ như người ta nghĩ à, kiện Rồi. thời điểm này được cái gì, lợi như thế nào, Đúng thiệt hại như thế nào. rồi. Đúng không? Cái vấn Rồi. đề hiện nay ở đây, cái chủ quyền mình vẫn còn giữ được, Rồi. ngoài khu vực bãi tư chính mình cứ giữ được cái nắm, tức là vẫn 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 nắm ấy được cái tình hình, làm chủ được tình hình, đúng không? Buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn cứ xảy ra bình thường, không có ảnh hưởng gì cả, đất nước vẫn ổn định, Rồi. vẫn hòa bình, vẫn phát triển, đó là cái mục đích của mình và các bạn là những người được hưởng những cái đó. Rồi. Thôi em lên trên đàn này có ý kiến các anh với anh em trên mạng thế nhá. Vâng, Tôi rồi chào bác rồi để cho rồi anh em xin hỏi lên nhá. rồi Anh xin nào với chị nào lên lên nhá.
Chị Tạo. Xin cảm ơn anh. Rồi, ở đây có Trần Dân Tiên và anh mời Trần Dân Tiên trước. Rồi, đang mời Trần Dân Tiên. Bạn lên, bạn lịch sự, bạn hỏi. Đúng lương tâm của mình. Rồi, xin chào bạn. Rồi, lắp tay ngay vào. Xong em mời anh Hoàng Thế Linh. Rồi, lắp tay ngay vào. Rồi, xin chào. Rồi, nghe tốt. Được, nghe tốt mà. Rồi, bạn có ý kiến gì không? Cái bạn xem mà cái tiếng của bạn cứ bập bõm bập bõm bập bõm. Nghe lại chưa anh ơi? Bạn xem bạn nói rõ cái tiếng một chút đi. Tôi nói bằng Vũ như này, bạn không nghe tiếng tôi trả lời bằng Vũ nhé. Chính phủ Việt Nam cũng ở ngoài Bắc cũng biết cái chuyện đó, nhưng cái hồi đó đó Việt Nam Cộng hòa quản lý, thứ nhất là hồi đó là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng lên tiếng phản đối đấy. Rồi không được, rồi xin bạn xem là cái mạng wifi của bạn. Anh Hoàng Thế Linh đâu? Anh ok đi, em mời anh lên. Hoặc bạn này, Dân Tiên lên trước gì đấy. Xem cái mạng wifi ok thì lên. Hôm nay vẫn chủ đề về cái biển đảo thôi. Rồi em mời anh Hoàng Thế Linh. Rồi em đăng thêm anh Hoàng Thế Linh nữa. Dạ vâng, chào anh. Chào chú Bằng, chào tất cả anh em dưới diễn đàn. Xung quanh vẫn chủ đề cái bãi tư Rồi, Dân chính. Tiến chờ sau, soi ngoài chữ đi. Thế thì mình cũng tham gia đóng góp một chút như thế này. Là vì vừa rồi đấy có một cái anh bạn cũng nên tham gia và hỏi một số các cái vấn đề đấy. Là vì anh ta cũng là người ở Đà Nẵng. Nhưng mà đấy, mọi người phải biết rằng anh ta thiếu thông tin đến mức độ mà anh ta chỉ đi xem những cái đài thiếu thiện chí. Mà những chúng ta phải biết rằng là hơn một tháng qua ấy, thì một số các cái đài thiếu thiện chí ở nước ngoài ấy, họ đăng tải rất là nhiều những cái bài viết rồi Xuyên những tạc. cái bài phỏng vấn liên quan Rồi, đến cái tàu khảo sát tôi Hải khoan khoan. Dương 8 của Trung Quốc đang xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Như vậy là chúng ta phải biết rằng tuy nhiên là những cái bài nói này ấy, là nó đưa ra có nhiều các cái vấn đề rất là sai lệch mà không đúng, mang cái tính kích động người dân. Là chúng ta phải biết rằng là chúng ta rất tỉnh táo với những cái luồng thông tin như vậy, mà chúng ta vừa mới được nghe một người ngư dân là đang ở vùng biển của Vũng Tàu, họ đang đánh cá ở ngoài biển nhưng họ cũng tham gia vào diễn đàn để họ cho biết tất cả mọi người biết rằng là tình hình biển đảo bây giờ vẫn đang là trong cái kiểm soát và không có cái vấn đề gì xảy ra. Thì chúng ta phải tin tưởng một điều rằng tất cả những cái hành động của Trung Quốc là chúng ta đều biết rằng đó là những cái hành động rất ngang ngược của Trung Quốc. Nó vi phạm cái nghiêm trọng cái luật pháp quốc tế về chủ quyền và biển đảo của Việt Nam. Đấy, từ cái việc mà chúng ta phải biết rằng là việc mà đối phó với lại Trung Quốc là chúng ta phải đánh giá được cái mức độ vi phạm nghiêm trọng đến đâu. Và như thế là để chúng ta bắt đầu mới tiến hành những cái việc tiếp theo để chúng ta đấu tranh trên phương diện hòa bình chứ không phải là đấu tranh trên phương diện tức là dùng súng đạn. Đấy, chúng Đúng. ta phải hiểu rằng cái việc đó là như thế. Cho nên là những cái kẻ mà ở các cái đài
rồi một số các cái kẻ dân chủ quậy đấy, là họ xuyên tạc cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước hiện nay để về cái vấn đề là gì, xử lý chủ quyền biển đảo, thế rồi là quy chụp, rồi là để lừa, đánh lừa người dân ở trong nước. Chúng ta phải biết rằng là cái việc mà xử lý các cái hành động vi phạm về chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta là đã thể hiện cái quan điểm rất là dứt khoát, là chúng ta, tôi nhắc lại với mọi người rằng cái chủ quyền biển đảo là một bộ phận không thể tách rời chủ quyền của đất nước. Đúng. Đây là một vấn đề thiêng liêng bất khả xâm phạm mà Quốc hội đã đưa ra và toàn dân ta đều hiểu cái việc đó. Tôi xin nhắc lại một cái việc đó để mọi người có thể tham khảo và tìm hiểu cho nó kỹ càng. Vậy thì Trung Quốc có cái hành động mà vi phạm mà Việt Nam để việc bảo vệ chủ quyền của chúng ta phải tuân theo luật pháp quốc tế. Chúng ta phải như thế là làm theo đúng như thế là cái chủ trương đường lối và như thế là phải bám theo cái luật pháp quốc tế, đó là cái UNOC năm 1982. Chúng ta phải biết rằng như vậy. Do vậy mà để mà xử lý các cái hành động ấy, thì chúng ta phải biết rằng là các cái kênh ngoại giao của chúng ta, ví dụ như bà Lê Thị Thu Hằng đấy, là bà ấy đã họp báo, ví dụ như ngày hôm nay đã công bố là Việt Nam kiên quyết nhé, kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán được xác lập theo Công ước Quốc tế năm 1982. Và như thế là chủ quyền đấy, quyền xác định cái chủ quyền của Việt Nam. Vậy thì bằng biện pháp gì chúng ta lại tiếp tục trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu phải rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đấy. Và cái gì, các lực lượng chức năng chấp pháp ở trên biển sẽ triển khai rất nhiều các biện pháp để phù hợp với pháp luật để chúng ta tiến hành đấu tranh với Trung Quốc để đẩy lùi cái việc mà Trung Quốc xâm chiếm vào cái chủ quyền biển đảo của chúng ta đấy. Thế thì ở đây tôi muốn nói một cái điều nữa là gì, một số các cái đài RFA, VOA, RFI rồi là một số các cái diễn đàn ở nước ngoài nó không thiện chí với chúng ta, và chúng muốn đánh cháo cái khái niệm. Chúng đánh cháo khái niệm ở đây là những cái gì? Cái thứ nhất là chúng đưa ra những cái bình luận đấy, mang cái tính khiêu khích, rồi miệt thị. Thế rồi là họ đưa ra như cái đài VOA, tôi có nghe một cái đoạn trong đài VOA, nó nói là cái vụ bãi tư chính mà tất cả là như thế là Việt Nam như thế là hẹn với giặc, ác với dân, là như thế là không có cái tư tưởng lập trường, phải kiện thì phải kiện ra tòa án quốc tế thì người dân mới tin, chứ người dân bây giờ không tin đảng nữa là vì chỉ có cái việc như thế mà không kiện đấy. Đấy, đây là một số các cái đài quốc tế. Thế rồi là chúng cho rằng là để Trung Quốc hành động như vậy mà sao không theo Philippines để kiện chúng ra tòa án quốc tế đi đấy. Thế thì cái này chúng ta phải biết rằng là đấy là gì, những người đang ngồi ngoài, người ta gọi là cờ ngoài bài trong. Cái thằng ngồi bên trong đánh cờ thì không lo, nhưng cái thằng ngồi ngoài thì cứ xúi vào để như thế là cứ làm quân sư để như thế là phải bảo Việt Nam là phải kiện đi, thế rồi đánh nhau đi, thế rồi các ông phải hô hào xuống đường đi. Đấy là những cái trò rất bẩn thỉu mà chúng nó đang ấy vào. Thế vậy thì chúng ta phải biết rằng là để nhận diện cái thủ đoạn của chúng ấy, là chúng ta phải nhận biết và chúng ta phải sâu chuỗi lại các cái sự kiện diễn biến trên Biển Đông trong một số năm qua. Chúng ta phải biết rằng là các cái thế lực thù địch trong và ngoài nước, chúng đã gì, lợi dụng triệt để những cái vấn đề này để chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá cái chế độ của chúng ta đấy. Nhận diện, chúng ta phải nhận diện rõ được cái việc đấy. Cái thứ nhất là gì, chúng đã kích động người dân đấy, tuần hành biểu tình
dưới cái danh nghĩa là gì? Bảo vệ chủ quyền biển đảo. Có đúng không? Thế và chúng hô hào là gì? Lấy cái cớ, chúng lấy cái cớ là đánh sâu vào cái lòng yêu nước của nhân dân, cái tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đấy, để chúng cái gì? Để chúng gây rối. Dưới cái vỏ bọc là gì? Là tuần hành, xuống đường đấu tranh ôn hòa, phi bạo lực. Đấy, hô hào như thế chúng ta cứ xuống đường chúng ta biểu tình đi. Nhưng cái mà chúng ta nhận được đó là gì? Khi chúng xuống tuần hành thì bắt đầu chúng kích động lên trong người dân, bắt đầu chống phá. Và bắt đầu là mưu đồ là gì? Bằng cái vụ mà mùng 10 tháng 6 mà mọi người đã biết, bằng cách là gì? Lém bom xăng, tấn công trụ sở cơ quan công quyền nhà nước, đánh cảnh sát, rồi là đánh vào các cơ quan đảng của nhà nước, bắt đầu gây ra một cuộc biểu tình bạo loạn để gây mất đoàn kết và gây như thế là xáo trộn lòng tin của nhân dân. Đấy là chúng ta phải biết rằng, đấy là cái nhận diện thứ nhất mà tôi muốn nói với mọi người rằng, trong năm 2014, khi mà Trung Quốc đã hạ cái giàn khoan 981 mà vào vùng biển của Việt Nam ấy, thì chúng đã lợi dụng cái lòng yêu nước của nhân dân mà chúng đã dựng nên cái gọi là tuần hành ôn hòa ấy, mà chúng đã làm cho đảng và nhà nước ta rất là đau đầu, làm xáo trộn trong nhân dân, và chúng ta phải đền không biết bao nhiêu tỷ đồng để như thế là giải quyết cái việc mà nhân dân phá rối. Như vậy là đấy là một cái chiêu trò mà chúng đang như thế là âm mưu để tiếp tục những cái đợt này, để chúng hô hào biểu tình với chúng ta. Cái việc thứ hai mà tôi muốn nói với mọi người rằng, chúng đang lợi dụng các cái đối tượng đấy về lợi dụng về cái vấn đề chủ quyền biển đảo đấy, để quy chụp cái trách nhiệm phải bảo vệ tổ quốc của người dân. Và của cuối cùng là chúng nó xuyên tạc rằng là cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, xuống đường gây áp lực với nhà nước và gây áp lực với chính phủ và thể hiện một cái bản lĩnh của người dân là tôi chẳng cần đảng nữa, tôi cứ biểu tình. Đấy là một cái trò cực kỳ nguy hiểm mà chúng đang thực hiện. Đấy, mọi người phải biết rằng thế. Vậy thì cái việc mà chúng ta đang phải cần sự thông minh sáng suốt để như thế là cùng với đảng và nhà nước đấy đập tan mọi cái âm mưu kích động chia rẽ của bọn chúng đối với này tình hình mà đảng và nước ta đang làm. Cái thứ ba tôi nói với mọi người như thế này, về cái họ tìm cách, họ xuyên tạc chủ trương đường lối bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đảng và nước ta. Từ cái phân tích mà chúng phân tích về bản chất và mang cái tính miệt thị, rồi phê phán đường lối của đảng, thế rồi quan điểm giải quyết của đảng, thế rồi bởi vì thông qua một số chúng ta chỉ không nên trên mạng, không chưa công bố, chúng đã ào ào lên để chúng cho rằng là quan điểm của đảng như thế này, quan điểm của đảng như thế kia, thế là mang cái tính rất là miệt thị, thế và chỉ trích cái cách giải quyết của đảng và nhà nước ta, rồi là kích động phe này, kích động phái kia để giải quyết cái tình hình chủ quyền của biển đảo. Và bằng cách là chúng ngồi chúng mớm vào và chúng coi như là một cái vị chuyên gia đấy, để như thế là tư vấn cho chính phủ Việt Nam là phải làm thế này, phải làm thế này. Thế thì tôi nói với mọi người, đấy là tôi mới kết luận rằng đó là gì? Okay. Ở đây một số các cái đài mà thiếu thiện chí như vậy ấy, là nó đóng vai một cái ông thầy pháp và kích động cho nhân dân đấy. Thế thì trong cái này là chúng ta phải cái lo ngại mà chúng ta phải cảnh giác, đó là gì? Đó là những cái nhân tố gây mất ổn định đấy, gây mất ổn định về cái tình hình xâm phạm chủ quyền đấy. Mà cái việc xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc nó sẽ ngày càng như thế là phức tạp đấy, đối với vấn đề biển đảo của Việt chúng ta hiện nay. Nó có cái nguy cơ sẽ dẫn đến xung đột vũ trang, mà cái điều đó không ai muốn, mà cũng kể cả phía Trung Quốc. Nhưng nếu chúng ta mà không chủ động, chúng ta không cảnh giác là chúng ta sẽ mắc mưu vào phổi Trung Quốc. Nếu chúng ta chỉ lỗ một phát súng thôi, là tôi đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ kéo toàn bộ lực lượng hải quân và không quân của họ, và như thế là họ sẽ bao vây và họ sẽ chiếm hết cả Trường Sa
chứ không phải là một mình cái bãi Tư Chính. Tôi nói với mọi người như thế, đây là một cái việc mà chúng đang dụ cho Việt Nam phải vào trọng, giống như Philippines đấy. Cho nên mọi người phải cực kỳ cảnh giác trong cái vấn đề này, để nhờ chúng ta phải tuyên truyền cho nhân dân, những cái người người ta chưa hiểu biết ấy, về cái chủ quyền biển đảo và cách mà đảng và nhà nước ta đang đối phó với lại các cái thế lực thù địch ở ngoài thế giới, và đối phó trực diện đó là Trung Quốc đấy. Thì vậy thì trước cái tình hình đó thì chúng ta phải biết rằng là đảng và nhà nước ta có chủ trương và có nhiều các biện pháp để nhằm tăng cường cái gì, tăng cường đối thoại, để nhằm một cái cách tức là hợp tác để giải quyết cái chủ trương chủ quyền của biển đảo, bằng cách là đối diện giữa tôi với anh đàm phán với nhau, bằng cách là lợi dụng cái sự uy tín của Việt Nam đối với lại cộng đồng quốc tế, và hô hào cộng đồng quốc tế ủng hộ cho Việt Nam để như thế là giải quyết dứt điểm cái vấn đề biển đảo. Thì cái đó là chủ trương đường lối của chúng ta, trong đó có cả Mỹ đấy. Thế vậy thì chúng ta phải biết rằng là ở đây chúng ta đang tranh thủ dư luận quốc tế, và chúng ta tranh thủ để như thế là bằng mọi giá anh phải ngồi nói chuyện với tôi, anh phải như thế là cùng với tôi ngồi giải quyết cái vấn đề này, chứ anh không thể làm tránh với tôi được, bởi vì anh đang sang nhà tôi, anh xâm chiếm nhà tôi, anh đang làm quậy phá ở đất nhà tôi. Bây giờ anh không thể làng tránh, anh nói rằng đấy là của nhà anh mà anh cứ nói bưng qua ở bên ngoài để anh như thế nào hô hào đánh lừa dân chúng, anh đánh lừa thế giới. Đấy, đây là đất nhà tôi, anh phải ngồi nói chuyện với tôi. Đấy, có đúng không ạ? Vậy thì ở đây về cái phương pháp, về đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, pháp lý, rồi quốc tế, quốc phòng an ninh, là chúng ta phải đảm bảo một cái nguyên tắc, đó là phải dựa vào cái luật pháp quốc tế đấy, chứ không thể là chúng ta bị một số các cái thành phần mất dạy để chúng nó kích động lên thế, và một số các cái đài đó nó đóng một cái vị thầy phán để phán cái việc này như đúng rồi thế, và như thế là yêu cầu như thế là đảng và chính phủ Việt Nam phải làm như thế này, thì phải đưa nó ra cộng đồng quốc tế để mà giải quyết cái vấn đề này, là không giải quyết được và đến đâu cả, mà thậm chung là sẽ trở thành một cái gì, từ biến từ cái vùng không có tranh chấp trở thành vùng có tranh chấp, và từ vùng có tranh chấp rồi thì nó sẵn sàng nó sẽ quậy và chúng ta không thể nào mà giữ được được đấy. Cho vậy mà chúng ta phải hiểu rằng đây là chính sách biển đảo của chúng ta, mà chúng ta phải biết rằng hiện nay cái tàu Hải Dương 8 họ đã quay lại lần thứ hai, và Bộ Ngoại giao chúng ta đã họp báo và công bố trước thế giới. Cái thứ hai đã trao công hàm lần thứ hai để như thế là phản đối cái việc đó, và bằng mọi giá để chúng ta sẽ đấu tranh lại bằng cách là chúng ta dùng các tàu chấp pháp liên tục bám biển ngày đêm, và có các cái tàu tiếp tế từ đất liền ra để dắt cho các cái tàu đấy ngày đêm canh giữ để bảo vệ cái giàn khoan của chúng ta, để chúng ta sẽ kiên quyết để bảo vệ cái chủ quyền và biển đảo của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái vấn đề mà chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta đang kiên quyết bảo vệ, một tấc không đi một ly không rời, để đảm bảo cái chủ quyền của chúng ta, và chúng ta kiên quyết phải đập tan cái mọi cái âm mưu của Trung Quốc. Muốn làm được như vậy thì toàn dân chúng ta cùng với nhà nước để kết hợp một lòng để chúng ta không tránh cái bọn xui dục bệnh xuống đường biểu tình để gây mất đoàn kết, gây mất trật tự xã hội, và có thể bị chúng kích động với những người không hiểu biết để chúng dẫn tới một cái việc cuộc bạo loạn. Đó là một cái điều mà trách nhiệm của người dân chúng ta hiện nay là phải cùng nhau để bảo vệ cái việc đó. Đó là một cái việc làm thiết thực để bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc. Đó là cái mà tình yêu quê hương mà các bạn đã thể hiện. Đó là gì? Các bạn bảo vệ đất nước này, bảo vệ chính mảnh đất của các bạn thì mới là cái thể hiện lòng yêu nước. Chứ còn yêu nước mà lên gõ bàn phím chửi nhau thì không bao giờ làm được cái việc đó. Cho nên tôi đề nghị tất cả mọi người, trước khi tôi xuống, tôi đề nghị tất cả mọi người hãy cùng như thế là ủng hộ đảng, đường lối chính sách của Đảng và ta trong chính sách biển đảo hiện nay, và chúng ta kiên quyết đập tan những cái âm mưu mà bọn chúng đang xúi dục người dân xuống đường biểu tình để như thế là gây mất đoàn kết xã hội. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã có một cái rất hay của anh Hoàng Tiến Linh. Thì tất cả những người dân Việt Nam của chúng mình đứng đằng sau
Đảng và chính phủ nhà nước mình quyên quyết bảo vệ, coi như cụ thể hiện nay là cái khu vực bãi Trinh Chính. Thì tôi nói với tất cả các bạn, khu vực bãi Trinh Chính hiện nay mình vẫn làm chủ được tình hình, và những cái tàu kia nó chỉ quấy nhiễu ở phía khu vực phía bên ngoài thôi. Tôi nói với các bạn như thế, chứ còn không có chuyện đâm va cái gì ở đây cả nhá. Tôi nói các bạn, cho nên các bạn khi các bạn tìm hiểu những cái thông tin thì các bạn nên tìm hiểu những thông tin chính thống đấy, chứ các bạn đừng nghe theo những cái lời của những cái bọn chống cộng cực đoan hoặc những đài phản động ở bên nước ngoài, ví dụ như VOA, BBC tiếng Việt, RFA, RFI đấy, và những cái livestream của bọn Tân Thái, Bê Trương hoặc một số thằng khác của bọn chống cộng ở bên nước ngoài. Các bạn phải trong lúc này các bạn phải có cái đầu óc tỉnh táo, các bạn đừng nghe theo lời xúi dục của nó. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Linh. Vâng, chào anh. Anh ấy. Chào mọi. Rồi xin mình xin mời Long Việt Đồng Thắng chờ một chút nhé. Sau Long Việt thì mình sẽ mời Đậu Thắng đang kết nối. Rồi xin chào bạn. Em chào anh Bằng, em xin 3 phút. Ok. Chừng nào tới bấm chuông nha. Được rồi, bạn cứ nói hết Ở đây em có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là nói để cho các bạn mình cùng biết và giải thích luôn cái bạn Trần Dân Tiên, Dân Chủ Cụi biết luôn. Đúng rồi. Thì vừa nãy mình cố tình nói ý bạn như thế nào, nhưng bạn mạng y tế của bạn hơi yếu. Rồi, tiếng nói rõ hơn anh Bằng. Tốt, giọng nói rất tốt. Dạ. Bây giờ nói như thế này. Trung Quốc mà nó vi phạm vô vùng biển Việt Nam mình, dùng đặc quyền kinh tế, quyền chủ quyền của mình nằm ở đó. Mọi người đều bức xúc hết á, lòng dân bức xúc là đúng, là cái lòng dân yêu nước của mình là đúng chứ không có sai. Nhưng mà những cái thằng mà hô hào á, nói hô Trung Quốc á, mà xâm lấn mình như vậy á, mà phải đánh á, phải dùng quân sự á, là những cái thằng ăn hại tào lao. Nó chả hiểu cái gì hết. Tại vì nó chỉ húng tí máu chó thôi rồi suối tầm bậy. Bây giờ nè, đánh lộn là dân Việt Nam không sợ thằng nào hết. Mà cái sức mạnh của dân tộc này rất là ghê gớm. Đánh cho thằng đế quốc số 1 á, đánh cho thằng thực dân số 1, đánh cho thằng đông dân số 1 á, là banh xác rồi. Cho nên những cái thằng mà có thằng tí máu hăng thì đừng có vô dạy cái nhà nước làm gì. Nói thẳng với tụi bay luôn á, là tướng lĩnh quân đội á, đã kinh qua các cái trận chiến là đánh Mỹ, đánh Pháp, và hiện tại là đánh Trung Quốc, rồi lật đổ luôn cả cái quân lực hạng tư, rồi thay đổi luôn cả một cái chế độ Pol Pot, thay đổi luôn một cái chế độ Khmer. Như vậy á, người ta ngồi ở trên bộ quốc phòng người ta ngu dốt hơn tụi mày à, đúng không? Người ta có những cái tham mưu, có những cái vấn đề mà tư vấn, có những cái đã kinh qua trong các trận chiến, mưu lược của người ta như thế nào, chả lẽ thua những cái đám mà rẻ tiền tụi bay? Không lẽ gì một lời xúi dục của một cái thằng ăn hại dân chủ cụi rồi đem cả dân tộc này lao vào cuộc chiến? Mà biết chiến tranh là gì không? Chiến tranh đó là dùng sức khỏe của những cái thanh niên 18 đôi mươi đó, là cái nguyên khí quốc gia quẳng ra ngoài đó với cái sự chết chóc. Cái thiệt hại về chiến tranh hiện tại bây giờ, một số cái người liệt sĩ đó, người ta nằm xuống còn chưa tìm được xác nữa kìa. Bọn bay hiểu cái gì về chiến tranh? Không hiểu gì về chiến tranh mà lên nói chuyện suối là phải đánh, phải thế này thế kia. Còn những cái thằng Trần Dương Tiên ngày hôm qua nghe mày xúc phạm ngay chỗ anh Bình Dương là bực mình, rất là bực mình. Những cái việc quốc gia không phải là đem chuyện gia đình theo cái tư cách hẹp hòi ra mà ví dụ. Ví dụ như tấn công nhà vợ người ta, hãm hiếp đồ này nọ. Những cái vấn đề đó là cái tư tưởng tiểu nhân của cái đứa trẻ con á, mới nói, mới mở ra mà nói. Còn nói hô sợ Trung Quốc như cái lời mày nói á, nói thẳng ra chả có người nào sợ hết. Tại vì dân tộc này đã đánh cho thằng Trung Quốc sức đầu mẻ trán rồi. Chỉ cần 6 tỉnh phía Bắc thôi là Trung Quốc đã rút quân rồi, 60 vạn quân rồi. Mà ta tự hào á, tôi tự hào là người dân phía Bắc có lòng yêu nước rất là nồng nàn, mà đánh giặc này, rất là giỏi. Mình xin lỗi cho nên... bạn Long Việt, mình trả lời thằng ăn. Dạ dạ. Tôi vi phạm này, ngu rồi đục. Dạ. Bây giờ nhá,
anh chỉ nói mày, anh bán cái ngu của anh đi thì nuôi cả cái dòng họ nhà mày á, cả đời chứ hết đâu. Còn tài sản của anh á, mẹ nuôi cả họ nhà mày á, mấy đời nhá. Anh nói mày như thế, cho nên mày đừng có lên đây mà mày nói phép. Rồi xin mời. Còn muốn làm dân chứa củi á, thì đi ra nước ngoài múa mỏ đi. Những cái thằng thất trận thua trận á, thì không có quyền dạy cái người chiến thắng mà người ta giữ cách giữ nước, người ta đánh trận. Những cái người mà nằm ở bên bộ quốc phòng, người ta đã kinh qua chiến tranh rồi, đánh lật đổ chế độ Khmer bên đó, lật đổ luôn cái quân lực hạng tư, đập cho thằng đế quốc số 1 á, người Mỹ á, là Cúc, đập cho thằng đông dân, thằng Trung Quốc á, là ôm đầu máu chạy về, được chưa? Cỡ đó người ta xứng đáng làm lãnh đạo không? Nghe cái lời xúi dục một hai thằng chủ cội húng tí máu chó lên mà đem cái dân tộc này vô lao vô cuộc chiến à. Cần đánh là phải đánh. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nói về cái vấn đề 749. Tại sao không dùng quân sự, tại sao thế này thế kia. Những cái thằng đó là những thằng dốt. Nói như thế này, về luật pháp quốc tế, dùng đó là dùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có quyền chủ quyền ở đó. Khi nó vi phạm luật pháp thì mình phải đem cái lực lượng chấp pháp ra mình xử lý. Lực lượng chấp pháp ở đây là cảnh sát biển. Còn nếu như nó vi phạm về quân sự mới dùng quân sự xử lý. Chính xác. Anh giải thích vậy hiểu chưa mấy đứa dân chủ cội? Bây giờ nó chưa vi phạm về quân sự, mình xách quân sự ra mình đập nó trước là mình sai luật quốc tế, sai quy ước của Liên Hợp Quốc. Hiểu chưa? Mấy cái thằng khùng chả hiểu cái gì hết. Còn nói cái 749 á, có một số anh em sợ là hiểu nhầm. Cách cái mốc điểm của mình là hơn 160 hải lý, nhưng mà cách Vũng Tàu á, là gần 220 hải lý, từ 180 đến 182 đến 220 hải lý. Tại vì cái vùng 749 nó trải dài tính luôn. Còn cái ngay chỗ cái chỗ đụng độ nói rõ ra thì là nằm gần 749. Khu vực mình không được dùng mình đừng nói mang cái 749 vô mình nói chuyện nha các bạn, tại vì mình mang nó vô thì nó mình nói nhiều người không hiểu, nó không mang 749 ra nhiều khi nó lại dính tới cái vấn đề rắc rối sau này về cái 749 đối với dính tới Trung Quốc nữa. Còn khu vực 749 sở dĩ mình tách rời so với khu vực Trường Sa là nó có một cái rãnh sâu ngăn cách giữa hai khu vực, nó không liên quan gì tới Trường Sa hết. Chứ không phải là húng tí máu chó lên rồi cái bắt đầu ôm súng bắn bùm 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 giải phát, rồi ôm đầu tự nhiên bắn vào nhau, rồi tự nhiên chạy về, rồi tự nhiên mất nguyên cái quần đảo Hoàng Sa luôn. Đừng có làm như vậy, người dân Việt Nam đủ tỉnh táo để đánh. Tướng lĩnh Việt Nam đã kinh qua trận mạc, người ta ngồi trên bộ quốc phòng á, cái đầu của người ta chả thua gì tụi bay đâu. Nhưng mà bây giờ gây chiến á, là quăng cái dân tộc này, quăng những cái thanh niên mà lứa 18-20 á, vào cái cuộc chiến là mất cái nguyên khí quốc gia, bao nhiêu năm mới hồi phục. Trải qua cuộc chiến tranh á, người dân Việt Nam hiểu giá trị của hòa bình, giá trị của nguyên khí quốc gia là như thế nào. Nên những cái thằng lớn lên chưa biết một viên đạn AK là như thế nào, chưa biết cái băng đạn RBD là bao nhiêu viên, thì đừng có nói chuyện là ôm súng to súng lớn ra mà đánh. Nói thẳng ra luôn, nói một cái thông tin như thế này, không, Việt Nam là không có muốn công bố lên cái quy vi phạm những cái quy ước về phát triển vũ khí tầm xa, hoặc là những cái quốc gia láng giềng người ta lo ngại về quân sự hoặc là giữ bí mật quốc gia. Mua hai cái thiết bị dẫn đường cho tên lửa 1.200 km, đặt ở miền Bắc một cái, miền Nam một cái, mục đích là để làm gì? Cách nay năm 2002 người ta Việt Nam công bố ra là đã sản xuất được cái lõi nhiên liệu tên lửa, mục đích là để làm gì? Tụi bây không biết về cái vấn đề lõi nhiên liệu tên lửa nó là cái gì đâu. Lõi nhiên liệu tên lửa nó giống như, nói giống như anh Bằng ở bên cơ khí, nó giống như là cái công nghệ luyện thép, sức bền vật liệu, công nghệ luyện thép anh Bằng. Cái đó là cái công nghệ lõi, nó không có bất kỳ quốc gia nào chia sẻ cho nhau về cái phát triển thanh nhiên liệu
tên lửa, nhưng mà Việt Nam đã sản xuất được. Nói một tiếng như vậy thôi là Trung Quốc nó đã giật mình rồi. Sao đất của Việt Nam bắn hơn 600 km, đơn giản vậy thôi. Mình chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Còn các tướng lĩnh của Việt Nam hiện tại bây giờ người ta đủ chiến lược, đủ khôn ngoan để làm việc với cái công tác mà quân sự. Về đối ngoại, Việt Nam hiện tại đang đi rất là đúng đường. Mình người dân mình không hiểu thì mình nên lắng nghe nhà nước, người ta có những cái chính sách rất là đúng, theo như cái tầm quan sát ở cái giới mà hiểu biết ấy, nhìn rất là rõ, rất là đúng, mà thế giới người ta phải ngưỡng mộ. Không phải như những cái thằng mà mới vừa lớn lên chả biết viên đạn AK là gì mà húng húng lên rồi nghe ba cái đài của Tân Thái bên đi chương rồi tàu lao. Mình xin chia sẻ với anh Bằng ít câu vậy thôi. Xin phép anh Bằng cho xuống nha. Rồi, chào anh em, chào các anh chị. Xin cảm ơn ông Việt. Rồi, mình mời Đậu Thắng. Đang chơi với Đậu Thắng, Đậu Thắng ơi. Nói chung là trong những công việc như thế thì mình phải khôn khéo, hiểu không? À, như mấy thằng ba quen, nói chung là chúng nó chỉ có kích động. Và nói chung là cái cuối cùng của chúng nó là lật đổ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy là cái mục đích cuối cùng của chúng nó thôi. Rồi, xin mời bạn. Em xin chào anh Băng. Xin chào tất cả mọi người trên Việt Nam. Xin chào Đại Tỷ. Tức là cái tâm, nghe tôi bảo là tâm vĩ mô thì anh Long Việt vì thì tất cả anh em đã chia sẻ rồi. Bây giờ thằng sẽ chia sẻ một cái nó rất nhỏ để cho mọi người hiểu rất tức là ví dụ như cái trường hợp ví dụ là cái Trần Dân Tiến vừa rồi là để hiểu rõ rằng là để những người dân của mình thì sống nó sản hơn. Bây giờ thằng kia lấy một ví dụ rất nhỏ. Bây giờ như thế này, trong gia đình mình có một cái hàng rào mà thằng hàng xóm lên xâm phạm, mà thằng hàng xóm đó nó khỏe, nó to hơn nên để đánh cây đối với nhau thì mình phải thua. Thế mình phải sử dụng bằng cái biện pháp khác để đúng danh, đúng với quyền lợi của mình, để cho nó đúng cái phân đất của mình. Chỉ nói thế thôi, góc nhỏ thôi, trong gia đình thôi. Để thế, để cho anh em hiểu được một điều rằng là nếu mình ở bên một cái người, một anh em xóm, người ta lớn hơn mình, đầu tiên là bằng cái thể xác, người ta lớn hơn. Thứ hai, người ta có quan hệ nhiều hơn, người ta có nhiều cái hơn. Bây giờ mình tranh chấp thì họ bằng một cái hàng rào. Bây giờ thì mình về lý thì mình đúng, nhưng về tinh về lý mình cũng đúng, nhưng mà mình về ra mà đứng ra đánh tay bó với nó là mình chắc chắn là mình sẽ thua. Chắc chắn mình thua, mình nhỏ hơn mà đấm nhau là thua nè. Sức yếu hơn mà đấm người thằng to hơn. Rồi, mình xin lỗi bạn Đậu Thắng, mình trả lời bạn Thanh Huynh như này. Đừng nên hèn nhát với Trung Quốc. Tôi nói với tất cả bạn này, những người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng bất kỳ một kẻ nào ngoại xâm nào xâm phạm đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng đứng dậy đánh đuổi chúng nó ra khỏi bờ cõi của đất nước Việt Nam, chứ mình không hèn với một thằng nào cả. Rồi, xin mời bạn. Rồi, không lý chờ. Vâng, xin lỗi anh Tiệp. Tiệp câu chuyện của khi anh Băng nói giải thích với ai là thì em đặc biệt cho em chỉ giải thích một điều nó như thế này. Bây giờ tôi chỉ nói thẳng với cái ông, bất cứ cái ông nào lên hô hào nói phải đánh đi. Bây giờ như tôi chỉ nói đơn cử luôn là bất cứ một cái ông nào đó. Bây giờ như thử ra đi ở ngoài, cả ông thử đi ra ngoài, cả ông ở trong cái khóm xóm của ông, cả ông thử đi ra ngoài cái chợ, tức cái chợ gần nhất của ông ấy. Cả ông thử ban trường thể lực, cả ông thử đi ra ngoài, cả ông đi thấu tóm thử làm cái xem cả ông sức cả ông để đâu. Các ông biết liên mà. Đó, ta nói cái nhỏ thì rất nhỏ, cái cuộc sống rất đời thường.
chiến tranh thì đàn ông phải biến gái, chiến tranh thì càng tốt, phải biến gái thì điều đó đàn ông chiến tranh là đau thương, từ tốn nhân tộc người ta có đó là có những cái người ở đến người ta lãnh đạo người ta biết, còn không bao giờ để ai để chịu thiệt đâu. Vợ ông ở trong nhà, em xin lỗi anh Băng nhé, để em chia sẻ một tí. Cha con mẹ con của ông ở trong nhà, một bất cứ một người ngoài nào mà vào mà cắt cổ hiệp giống cha mẹ mẹ của ông và anh em của ông, thì ông bằng nhỏ con mấy thì nhỏ, ông nhìn mấy thì nhìn, nhưng ông sẽ làm phải làm việc. Đó là việc rất đời thường, việc trong tính người. Đó là nói cái chuyện rất đơn giản như thế, nhưng mà cái việc chưa đến mức độ đó thì cả ông phải hiểu rằng là sẽ chiến thắng, nhưng mà chiến thắng và chiến đấu thì nó phải ở lượng sức của mình. Quan trọng sự việc nó sẽ đến mức độ nào. Đây, để chia sẻ với mọi người thì thế, cuộc sống bây giờ không phải là anh cứ mạnh là anh sẽ thắng, tôi yếu tôi sẽ thua. Tôi càng ông mạnh ông thắng một cái số vấn đề, tôi yếu từ từ tôi sẽ mạnh ngang ông. Các ông đừng có đua với cái dân tộc Việt Nam này đã giữ nước và đánh thắng bao nhiêu cường quốc và đế quốc, cái đó lịch sử con ghi. Cho nên không phải là cứ ngồi dưới hố hào là bởi vì cơm mình không có ăn hay là mình không nghèo quá, bởi vì xã hội bây giờ nó phải như thế. Nó không phải là ai cũng phải giàu được đâu. Không rồi. Phải ai cũng phải có phải thịt bò, thịt gà mà ăn luôn đâu. Quá, phải từ từ. Quá 5 phút rồi. Bây dạ, dạ. Dạ, em chia sẻ thì thôi, em cảm ơn. Rồi, ok. Dạ. Cảm ơn Trọng Thắng nha. Rồi, em xin chào anh Bình Phương. Rồi, mình sẽ mời công lý. Đã mời công lý ạ. Nói chung là... Dạ, em chào anh Bằng, em chào rồi, tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Mình nói công lý với tất cả các bạn này. Hiện nay ấy, thì mình là một nước nhỏ, cho nên là mình phải sống khôn ngoan. Cái mục đích của mình hiện nay là hòa bình, ổn định, đất nước phát triển, biển đảo vẫn giữ được. Đấy là cái mục đích cuối cùng. Mình dùng đủ mọi biện pháp. Cuối cùng mới đến biện pháp quân sự, tôi nói với tất cả các bạn nhé. Cho nên các bạn cứ nghĩ là bây giờ hơi một tí các bạn bảo mang súng ra để các bạn đấy nọ kia tất cả các thứ, thì lúc đấy là những phần thiệt về phần ai. Cho nên những chỉ có những cái bạn ấy mà có cái đầu óc ấy, nói chung là nó gọi là một thứ nhất là bao quen kích động, thứ hai là đầu óc nó hơi có vấn đề một tí thì mới nghĩ những chuyện đó. Rồi xin mời quý vị. Dạ vâng, thì cái chuyện biển đảo ấy nó là một cái chuyện vĩ mô, chuyện lớn. Cái việc này thì thực ra nó thuộc của nhà nước cơ. Còn đúng anh rồi. Em mình lên đây thì chỉ biết một chút thông tin, mình nói thật là chỉ là chém gió với nhau, chứ nói thật mình nói thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà mình có thể nói để cho một số người người ta không hiểu để người ta yên tâm một chút. Vâng, những người ta đã nói một câu là không hiểu biết vấn đề này. Vâng. Cho nên mình em chỉ muốn nói một điều này này, không ai có. Vâng, anh nói đi ạ. Bây giờ này, có nghĩa này là, này, người ta vâng. Tức là mình, ví dụ này, mình đi từ thấp cho đến cao. Ví dụ tại sao 2 tuần khi Trung Quốc người ta đưa tàu HD8 vào, người ta quấy nhiễu ở cái vùng biển và bãi Tư Chính, thì mình mới đứng lên mình phản đối, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đứng lên phản đối. Thì các bạn biết trong 2 tuần đó thì mình ngoại giao một cách bí mật cũng có, công khai cũng có, đúng không? Vì việc coi như bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội sang thăm Trung Quốc, ông Võ Văn Thưởng coi như là trưởng ban tuyên giáo chính phủ sang thăm Trung Quốc, thì bàn chuyện gì chuyện chính là chuyện đó, nhưng mà Trung Quốc vẫn cứ như thế, thì mình bắt đầu mình mới đưa ra công luận quốc tế và đưa ra vâng xin chào tất cả các anh các chị ở các nước ASEAN và các nước đối tác ở Thái Lan. Rồi xin mời quý vị. Vâng, xin thưa anh Bằng với tất cả các anh chị em, nói chung là hãy thực sự tin tưởng vào cái ngoại giao của Việt Nam mình. Vì thực sự Việt Nam mình từ xưa đến nay có cái đường lối ngoại giao có thể nói là tuyệt vời. Ngay kể cả cái năm 2014 đấy, cái giàn khoan 981 đấy, mình cũng có cách ngoại giao rất là tuyệt vời.
Còn đối với biển đảo thì cái gì thuộc về mình nó sẽ mãi là thuộc về mình. Bởi vì đơn giản chúng ta không cần phải chiến đấu với những cái mà nó đang thuộc về mình, nó không có tranh chấp, chúng ta không cần phải dùng đao to búa lớn làm gì cả. Còn không phải là chúng ta hèn nhát. Vấn đề là cái ngoại giao Việt Nam ấy luôn luôn đặt cái đường lối gọi là chính sách ngoại giao hòa bình lên hàng đầu. Cái bãi tư chính đương nhiên nó của Việt Nam thì nó là của Việt Nam rồi. Thằng Trung Quốc nó vào nó sai. Chả việc gì chúng ta phải dùng cái đao to búa lớn để cầm súng cầm đạn ra để dọa nó cả. Với lại hơn thế nữa, nó mới cũng chỉ đưa cái giàn khoan thăm dò, cái tàu thăm dò vào chứ nó đã đưa tàu chiến vào đâu. Cái bọn ba sọc thì nó không hiểu, cho nên chúng nó chỉ gây kích động thôi. Nhưng mà trên đời này người ta đã nói lãnh một khi xảy ra mâu thuẫn, lãnh đạo nào mà gây đến chiến tranh thì lãnh đạo đó là thất bại. Em khẳng định, vì chiến tranh là gì? Chiến tranh là gây đau khổ cho nhân dân, gây mất mát và gây tổn thương cho cả nền kinh tế. Không có gì là hay ho khi mà chiến tranh. Bước đường cùng ấy thì người ta mới cần phải đánh, cần phải chiến tranh. Còn Việt Nam ấy thì không bao giờ sợ chiến tranh. Lịch sử đã chứng minh rồi. Mỹ mình còn dám đánh cơ mà. Có thằng nào từ xưa nay dám đánh Mỹ đâu. Mỹ, Pháp, Nhật, rồi Trung Quốc mình đánh hết. Năm thằng trong Ủy ban Thường trực Liên Hợp Quốc là mình chơi hết. Mình chả sợ thằng nào cả. Nhưng cái quan trọng là những cái đơn giản thì người ta không cần phải đao to búa lớn. Đôi khi ấy, người ta chỉ cần ngoại giao đã là đủ chiến thắng rồi. Mình chỉ cần ngoại giao mình kéo được cả cái thế giới này nó ủng hộ mình, vì mình là chính nghĩa, thì đương nhiên là mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đấy là người lãnh đạo khôn ngoan. Còn người lãnh đạo ngu dốt là người cứ hơi tí là hùng hục cầm súng ra mà bắn. Việt Nam Cộng Hòa là một trong những thằng ngu như thế. Ngày xưa nếu như chúng nó khôn khéo thì đã không mất cái đảo Hoàng Sa. Và đến bây giờ nếu như Việt Nam vẫn còn giữ được đảo Hoàng Sa thì thực sự nó là một cái nguồn lợi cực lớn về cả giao thương lẫn về cả cái nguồn lợi của biển cả, à, biển Đông. Nhưng vì chính cái sự gọi là gọi hùng hổ của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại hùng hổ trong hèn nhát, nó đánh mất cả cái Hoàng Sa. Và đến ngày hôm nay mấy cái thằng ba sọc, mấy cái thằng dân chủ cuội, chúng nó lại mang cái dòng máu của bọn ba sọc ngày xưa, cũng là theo kiểu hùng hổ nhưng hèn nhát. Việt Nam này có 4.000 năm anh hùng rồi, nhất là đánh nhau thì không có cái dân tộc nào bằng được Việt Nam cả. Nhưng Việt Nam không bao giờ ưa chuộng chiến tranh, Việt Nam yêu hòa bình. Chính vì vậy chúng mày kích động nữa thì kích động mãi thì cũng không bao giờ chúng mày đạt được cái mục tiêu. Bởi vì đơn giản, chính phủ Việt Nam bây giờ cái vị trí của chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế nó cực kỳ lớn. Và cái uy tín đó nó thể hiện qua việc chúng ta được bầu vào Ủy ban không thường trực của Liên Hợp Quốc 192 trên 193 phiếu. Đó là một cái con số chứng minh rằng chúng ta cực kỳ uy tín trên trường quốc tế. Vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng cái uy tín đó để làm cái sức mạnh cho mình? Cần gì phải khoe mẽ cái việc mình mạnh? Còn Việt Nam yếu có cách đánh của yếu, mạnh có cách đánh của mạnh. Không có nghĩa là chúng ta yếu hơn Trung Quốc mà chúng ta sẽ thua Trung Quốc. Không bao giờ có chuyện. Chúng ta sẽ tất đảng và trong chính phủ người ta đã đoán hết rồi. Mọi cái lúc nào nên nói, lúc nào bắt đầu nói bao nhiêu, nói như thế nào, hoặc là hợp tác với ai người ta tính toán hết rồi. Và cái này ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông ấy đã nói quá rõ, mọi người vào xem Hoàng Duy Hùng ấy, thì ông đã phân tích cực kỳ chuẩn. Đấy, mình chỉ nói thêm một cái điều rằng cái Việt Nam này từ cái việc ngoại giao ở hội nghị Paris nó đã khôn ngoan như thế nào, thì tiếp nối cái truyền thống đó ngày hôm nay cái ngoại giao của Việt Nam nó còn nâng tầm lên một cái mức hơn thế nữa. Vì bây giờ chúng ta không phải là thế yếu, mà cái vị thế của Việt Nam ngày hôm nay cực kỳ lớn trên trường quốc tế. Nói cho các bạn biết như thế. Còn đánh nhau ấy, Trung Quốc nó có thể gấp 3, gấp 4 lần mình về vũ khí, về sức mạnh. Nhưng đánh nhau chưa biết thằng nào thắng. Nói thật đấy. Cái vũ khí là như vậy, nhưng mà cái con người sử dụng vũ khí mới là quan trọng. Các bạn thấy không? Ngày xưa Việt Nam có Sam 2 thôi. Vít cổ được thằng B-52. Mà cho đến từ cái ngày năm 72 bây giờ đã nước nào bắn được B-52 Mỹ chưa? Chưa có một thằng nào bắn được B-52. Mặc dù bây giờ tên lửa nó cực kỳ hiện đại chính xác, vẫn chưa thằng nào bắn được. Iraq thì cho đến mấy nước đấy, chỉ có Việt Nam mới bắn được thôi. Cho nên mình mới nói là cái vũ khí ấy, nó là sản xuất ra, nhưng cái con người sử dụng cái vũ khí đó mới là cái quan trọng. Ông không nghĩ là ông có 64 tàu hoặc là 264 tàu, không phải đâu. Cái chưa hẳn đã là ông nhiều hơn mà đã là thắng. Lịch sử cũng đã chứng minh ngày xưa Lê Lợi ít quân hơn cái quân Minh rất nhiều, kể cả Quang Trung.
ít quân hơn rất là nhiều so với quân Thanh, vẫn thắng. Có nghĩa là cái con người Việt Nam chúng ta có cái yếu, chúng ta biết cách đánh của yếu, mạnh chúng ta đánh kiểu mạnh, chứ không phải là chúng ta cứ một đấu một. Cái quan trọng là nghệ thuật chiến tranh Việt Nam nó đã ở cái chỗ đó. Nhưng Việt Nam không cần phải đánh nhau trong cái vụ này, chúng ta chỉ cần đưa quốc tế người ta lên nói thôi. Ví dụ như là cái năm 2014 ấy, mình chỉ cần lên tiếng là quốc tế lên tiếng. Mình chỉ cần chính nghĩa là quốc tế lên tiếng ủng hộ Nhật, rồi Đài Loan, Mỹ, rồi kể cả châu Âu. Thì bây giờ mình vậy, mình cũng đang được thế giới người ta ủng hộ. Cuối cùng thì thằng Trung Quốc nó cương lên vậy thôi, nhưng mà nó cũng sẽ phải rút. Chẳng qua nó cương lên là vì nó bị dân của Trung Quốc nó đang chỉ trích ông Tập Cận Bình là đang yếu, có nghĩa là đang cảm giác là yếu hèn với mình, cho nên nó cố tình nó làm như vậy. Chứ còn nó không bao giờ có thể chiếm được cái bãi Tư Chính. Đất nhà tôi ấy, bây giờ nó không phải là như ngày xưa, mà đất nhà tôi anh không bao giờ anh dễ dàng anh chiếm được một cách đơn giản. Nhưng bây giờ nó mới chỉ đưa cái tàu hải giám, tàu thăm dò địa chất vào, thì mình cũng chỉ phản ứng cái mức độ đó. Nó đã mang tàu quân sự đâu, anh Long Việt anh vừa phân tích rồi. Thì khi mà nó chỉ bước sang nhà mình thì mình chỉ cần xua đuổi. Tức là biết địch, biết ta, xăm chặt, xăm thắng. Mình phải biết tình hình Trung Quốc. Chính xác như anh. Nào. Cái vị thế của Trung Quốc như nào, vị thế của Việt Nam như nào. Đúng không? Thì là mình đưa ra một cách xử lý cho nó khôn ngoan và cho nó hợp lý. Đấy. Chứ không phải là coi như là mình coi hơi một tí xíu là mình bắt đầu mình mới mang tàu chiến, mang máy bay, tất cả thứ ra. Thì lúc đấy mình sẽ có phản tác dụng. Nói chung cái này này, về cái thông tin ấy, thì nó như một đại dương, còn anh em mình chỉ biết bằng một giọt nước thôi. Mà chỉ có những người trong chính phủ người ta mới biết được đầy đủ cái thực lực của mình đến đâu, cái sức mạnh quân sự Việt Nam đến đâu, cái ngoại giao Việt Nam đến đâu, để người ta có những cái bước tính toán cho hợp lý. Lúc nào cần nói cái gì, lúc nào cần phải đấu tranh như thế nào, lúc nào cần phải đưa ra Liên Hợp Quốc, người ta tính toán hết. Cho nên mọi người cứ yên tâm rằng lịch sử đã chứng minh bất kỳ một cái cuộc chiến nào ở Việt Nam, người Việt Nam vẫn là người giành chiến thắng cuối cùng. Cho nên cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn mấy cái thằng ba sọc nó cứ kích động, nó cứ bảo hèn với giặc ác với nhiệt. Dân nói chung thằng nào hèn thì mọi người đã biết hết. Còn Việt Nam này có hèn hay không thì hãy nhìn lại lịch sử đấy em. Đã có một cái đất nước nào mà dám đánh 4 thằng trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa? 4 thằng gọi là cường quốc thế giới mà Việt Nam dám đánh chưa? Đấy, chỉ cần như thế là đủ hiểu rồi. Thế thôi, anh ạ, em chia sẻ một chút, còn rất nhiều người muốn lên ạ. Em xin chào anh, chào tất cả mọi người. Đấy, đúng không? Chứ Nga là coi như bạn của Việt Nam thôi. Rồi, ok. Đấy, em xin nói chơi mới thêm một chút là vì sao mình lại hợp tác với Nga, Rosneft, mình lại hợp tác với tập đoàn Rosneft cũng là một trong lý do. Vì thằng Nga từ xưa đến nay nó vẫn là người bạn trung thành nhất, một người bạn mà khi mình nghèo khó thì nó giúp đỡ mọi thứ, từ con người cho đến kỹ thuật, cho đến kể cả đến lương thực. Rồi khi mà mình khó khăn kinh tế, họ sẵn sàng xóa cho mình 10 tỷ đô cơ mà. Có một cái đất nước nào mà trung thủy như nước Nga không? Vậy thì nếu như chúng ta cần phải hợp tác với bất kỳ nước nào thì okay, chỉ có Nga, chứ không phải Mỹ và cũng không phải Trung Quốc. Vâng, rồi em xin chào anh nhé. Vâng, chào tất cả mọi người ạ. Vâng, cho nên là tôi nói với tất cả các bạn này là tại sao đấy, tức là những cái ví dụ như ngày xưa thì có một cái công ty khai thác dầu của Ấn Độ, sau đó công ty lót soi của Tây Ban Nha cũng có như thăm dò ở khu vực bãi Tư Chính nhưng mà đều bị rút. Nhưng mà bây giờ thì mình coi như là Nga đưa cái giàn khoan 14.000 tấn vào cái khu vực đó, thì nói chung là mình cũng phải lựa và mình dựa vào cái thế của Nga. Vâng, ca sĩ mời Minh Phượng. Chào anh Bằng. Chào các bạn với diễn đàn. Bữa nay Linh nói ngắn thôi, nói chung biển đảo này thì nó cũng y như vậy, anh không có cái gì mới. Chắc cũng không phải phân tích mới, ngày qua cũng ngứa miệng cũng lên nhà Bình Dương tối hôm qua rồi. Thành ra là bây giờ tự nhiên anh em nói cũng quá đầy đủ rồi, thôi bây giờ tôi chỉ lên tôi nói cái này nè. Thứ nhất là cung cấp cho các bạn một số tin. Thứ hai là mình muốn giải thích thêm một số cái khái niệm để anh em bà con mình nhiều khi mình nắm không vững, hoặc là chống lại cái tụi nó cứ có một cái cảm tưởng là mình bị xâm lược hay xâm lăng gì đó. Thì cái đó một chút mình nói hai phần vậy thôi. Nhất là về thông tin đó thì nói với các bạn này, các bạn biết là ngày hôm nay á,
ngày hôm qua đó là nó kéo thêm một cái tàu khảo sát vào cái giàn khoan của Malaysia bển. Có nghĩa là nó tăng cường thêm. Nó tăng cường kỳ này, nó tăng cường ở phía Việt Nam cũng rất là nhiều rồi, nó tăng cường ở bên Malaysia. Nói về để các bạn biết là nó thể hiện cái quyết tâm và nó quấy nhiễu tất cả những cái giàn khoan nào mà đang khoan để mà tìm dầu, tìm đồ nào đó, là để nó ép làm sao đó cuối cùng rồi các cái nước này sẽ phải chùn bước và sẽ đi theo cái con đường của Philippines. Thì hồi nãy tôi rất vui là cái bạn ngày hôm qua đó là lên nhà Bình Dương mà bữa nay cũng xuất hiện ở đây, đó là cái bạn là ngư dân ở đánh cá Vũng Tàu đó. Thì bạn đã nói, bạn nghe cho kỹ, bạn đã nói rất cơ bản và rất dân dã nhưng mà nó đúng vào những cái điều chiến lược nhất. Đó là bạn ấy nói rằng là cái điều cuối cùng chẳng qua là nó quấy nhiễu để rồi là nó bắt mình khai thác cùng chia. Đấy, bạn đã hiểu được như thế là nó quá đúng rồi. Nó không có cái gì hết rồi, nó cũng sẽ đi đến đó. Chứ nó không có cái gì hết. Thành ra là trước tiên cung cấp cho các bạn một cái thông tin rất là lý thú mà mới buồn cười là thế này. Tức là trên cái bản đồ của hàng hải quốc tế đó thì người ta phát hiện ra một cái tàu khảo sát của Trung Quốc. Nó đi vào cái vùng Hawaii của Mỹ. Tức là cái này mới là buồn cười. Nó trêu người đến cái mức độ như... Dạ. Nó đi vào vùng Hawaii của Mỹ. Nó đi vào đó, nhưng mà tôi nói các bạn nói cái đó để lát tôi giải thích với các bạn vấn đề luật quốc tế. Thì là bây giờ mình cung cấp hai cái thông tin đó. Một là thêm một tăng cường một mũi, một cái tàu vào mà quấy rối Malaysia. Đó. Chứ không phải là nó đùa. Nói chung là Trung Quốc là vậy. Thì đó là về phần thông tin. Phần thứ hai đó tôi muốn nói các bạn này nè, là chúng ta thường thường á là hay cái đó, như cái bạn hồi nãy ngày hôm qua lên nhà Bình Dương cũng vậy, mà hồi nãy đây có lên đây đó, là tôi thấy rằng là cứ nói rằng là cũng như nó đã xâm lăng hay nó đã xâm lược nước ta thì cho nên là mà như vậy là nhu nhược là gì là khác á. Thì tôi đã nói trên diễn đàn này nhiều lần, cái này là kiến thức này nó thuộc về biển đảo á. Nếu bạn nào nghiên cứu thì nó thuộc về cái kiến thức cơ bản. Chắc là rất dưới này rất nhiều anh em biết rồi, nhưng mà mình cũng lặp lại một lần nữa là các bạn phải nhớ, chúng ta xem cái biên giới trên biển mà gọi là quyền đó, trong đó mỗi một đoạn nó có một cái quyền khác nhau, thì cái phần lãnh hải đó, cái từ lãnh hải đó thì các bạn mới biết cái đó mới là cái mà gọi là anh vô đó mà lạng quạng mà không chấp hành là tôi bắn đó, chứ không phải chuyện đùa. Đó là cái vùng 12 hải lý và 12 hải lý tiếp giáp, gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải. À, thì từ đường cơ sở đi ra 12 hải lý và kế đó 12 hải lý nữa là dùng tiếp giáp lãnh hải. Còn cái 200 hải lý này là dùng đặc quyền kinh tế. Tức là cái đặc quyền thì có cái quyền lợi đặc biệt về kinh tế. Người ta dùng đặc quyền kinh tế có nghĩa là nó như vậy. Thì là sẽ xuất hiện với các bạn có một cái sự tranh cãi ngày hôm qua trên nhà Bình Dương với cái bạn ở đánh cá đó, là bảo là bãi tư chính thì nó là 220 hải lý. Như vậy thì nó nằm ngoài dùng đặc quyền kinh tế. Thì tôi giải thích cho các bạn thêm như thế này nè, tức là từ đường cơ sở đi ra chúng ta được 200 hải lý là dùng đặc quyền kinh tế, nhưng nếu như cái bờ biển chúng ta đó, nó Liên Hiệp Quốc người ta quy định cái độ dốc, cái độ dốc nó nằm ở cái mức độ nào thì chúng ta sẽ được hưởng thêm cái gọi là thềm lục địa 350 hải lý. Các bạn biết cái điều đó. Để cho nên là trong mỗi một cái vùng như vậy thì chúng ta sẽ có những cái được quyền như cái gì trên đó thì là nó có khác nhau. Nhưng mà rõ ràng là các bạn đừng nghĩ rằng là nó đã lú ra 20 hải lý là chúng ta không có quyền gì. Không phải. Không phải. Cho nên các bạn đừng có cái khái niệm đó rồi cứ bảo là nó đã lòi ra rồi thì ai muốn tranh chấp, muốn khai thác gì, không phải đâu. Đó. Thành ra đây là một cái chúng ta phải tìm hiểu để khi mà nói tới vấn đề nào thì chúng ta phải thấy rằng là nhà nước tại sao giải quyết như vậy, giải quyết như vậy thì có nhút nhát không, có đúng hay không. Bây giờ tôi giải thích trở lại với các bạn một lần nữa, cái này chắc anh em biết hết nhưng mà đa số nhưng giải thích lần nữa là trên vùng đặc quyền kinh tế thì các bạn phải hiểu là tại sao người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lại bảo là chúng tôi có quyền đặc quyền, quyền chủ quyền. Thì tôi giải thích để các bạn hiểu nôm na, chúng ta có chủ quyền nhưng không phải chúng ta muốn làm cái gì trên đó thì làm và không người khác không được quyền làm. Thí dụ như cái quyền lưu thông hàng hải, cái quyền lưu thông hàng hải người ta có quyền đi qua đi lại trên đó một cách vô hại thì anh không có cái quyền ngăn người ta nha, anh không có quyền là cản người ta. Thành ra đó
Các bạn mới nói tại sao bây giờ cái nhà của các bạn bảo là nhà của tôi. Đúng không? Tôi ví dụ để các bạn dễ hiểu thôi. Là có chủ quyền. Thì mình có chủ quyền cái nhà. Nhưng mà mình có quyền làm cái gì với cái nhà đó. Là mình sử dụng ở, ăn gì các thứ thì không ai can thiệp gì mình. Nhưng mà mình đốt nhà, mình ra mình đốt nhà thử xem mày biết. Phải không các bạn? Cho nên á, là mình đốt nhà cái là công an nó bắt mình và sau đó cháy những nhà lân cận rồi mình bồi thường chết luôn. Chứ không phải là anh nghĩ rằng ở cái nhà đó là chủ quyền của tôi muốn làm gì tôi làm, không phải. Thành ra đó là vi phạm, khi nào người ta vi phạm vào cái gì của mình thì mới gọi là mình mới có cái quyền chủ quyền của mình mới thực hiện, thì đó là nó chỗ đó. Chúng ta có chủ quyền nhưng mà không phải muốn làm cái gì trên cái vùng chủ quyền đó là làm. Đó, thành ra người ta có quyền đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Thì tôi mới nói với các bạn như thế này, khi mà họ đem cái tàu vô mà họ đi á, họ di chuyển một cách bình thường thì chúng ta chỉ có quyền cử tàu theo dõi, giám sát, chứ không có làm được quyền làm gì người ta. Còn khi bắt đầu nó khảo sát, nó tổ chức nó khảo sát thì bắt đầu nó vi phạm. Cái đó là có cái quy định ở trên, trong cái luật biển 82 người ta có cái quy định rồi. Thì lúc đó tàu chấp pháp của mình mới thực hiện chấp pháp. Thì nhân đây tôi cũng giải thích thêm với các bạn là các bạn có biết là những cái tàu đánh cá đó thì thường thường là vi phạm. Thấy không? Ví dụ tàu đánh cá Việt Nam cũng đi vào dùng đặc quyền kinh tế của nước khác đánh cá. Và làm sao? Thì cái đó nó có luật pháp quốc tế rồi. Bây giờ tàu đánh cá mà vi phạm vào cái đặc quyền kinh tế người ta thì người ta có quyền bắt anh. Người ta có quyền chấp pháp. Nhưng mà chấp pháp bằng cách nào? Thì người ta cũng chỉ có dùng cái tàu cảnh sát biển của người ta. Người ta ốp anh và người ta kè anh về. Người ta bắt phạt anh nộp phạt. Hoặc là nặng hơn nữa thì người ta như Indo đấy, nó làm nghiêm là nó làm nhiều lần không được, nó cho hủy cái tàu luôn. Nó thả dân thì về nhưng mà nó hủy tàu. Thì nó cái biện pháp chấp pháp của nó không có được, nghĩa là giết người. Cái kiểu như là muốn bắn thì bắn, giết thì giết. Cái chuyện đó nó không có cái luật đó. Nếu chúng ta làm cái điều đó là chúng ta vi phạm luật pháp quốc tế. Thành ra bây giờ nếu họ đem những cái tàu dân sự họ di chuyển bình thường thì mình cũng chỉ có quyền di chuyển đi theo giám sát. Họ bắt đầu khảo sát thì chúng ta mới bắt đầu là xịt nước hoặc là ngăn và phát loa. Đó, thì các bạn có thể hình dung cái hiện trạng ở ngoài đó nó là cái gì. Ở đây bạn nào hồi nãy đã giải thích rồi, tôi cảm ơn bạn đó nhắc đi nhắc lại là bãi tư chính chúng ta an toàn, không dính líu gì tới bãi tư chính cả. Mà là nó chỉ là một cái vùng Nam Côn Sơn đó, là cái vùng đó, vùng trũng đó là đã tranh chấp nhiều lần. Thì nó là gần ở đó chứ không phải là cái vùng của cái bãi tư chính. Nhưng mà có lẽ là người ta nói bãi tư chính để chúng ta dễ hình dung. Tại vì nó ở bên cạnh. Đó, thì như vậy thì các bạn tôi giải thích từ bây giờ các bạn mới thấy rằng là bây giờ Trung Quốc nó vi phạm cái gì. Đó, cái tàu khảo sát thì mình đi theo thì nó mới đem cái tàu khác để nó ngăn mình. Nhưng mà ngược lại tôi nói các bạn là chủ yếu là hai cái mũi khoan. Và nó tiến vào gần cái phạm vi cái mũi khoan thì lập tức tàu của mình cái gì? À, nếu nó đi di chuyển, nó đi bình thường thì mình không có quyền nói gì nó cả. Nhưng mà nó khi nó tiếp cận gần có nghĩa là gây nguy hiểm cho cái chỗ mình đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của mình thì lập tức tàu chấp pháp mình ra mới phát loa và ngăn nó lại, không cho nó tiếp cận gần. Đó là anh, các anh đang, chúng tôi đang là khai thác hay cái gì đấy, các anh không được tiếp cận, các anh là gây nguy hiểm và mình ngăn nó lại. Thì cái trường hợp mà nó quấy nhiễu cái giàn khoan thì mình chỉ có phép vậy thôi, mình chặn nó lại, mình phát loa và mình ngăn nó. Đó, còn các cái tàu khảo sát thì chúng ta bảo là các anh không được phép khảo sát trên vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi cực lực phản đối gì đó. Nhưng mà các bạn biết Trung Quốc á, nó cũng phát loa nha các bạn. Nó cũng phát loa. Nó phát loa rằng là đây là dùng nữa là của nó. Cho nên là coi như là Việt Nam không được phép đặt mũi khoan khai thác gì đó. Nó cũng phát loa, nó cũng tiến lại gần mình cản. Thì cái chuyện nó diễn ra với nhau là nó diễn theo cái kiểu như vậy thôi. Dân sự như vậy thôi. Mà cho nên không có cái việc mà đem tàu bè đó mà bắn với nhau. Còn cái chuyện mà tôi chỉ lo là lo trên những cái tàu đó, tuy nói rằng nó là dân sự nhưng nó cũng có những cái khẩu pháo 76 ly hay này nọ các thứ, mà trong cái lúc đụng quá mạnh rồi này nọ các thứ, thằng này nóng máu, kia nóng máu lên là nổ bậy tầm bậy là chết cả đám, nó dính chùm. Đó là nói cái anh Bình Phương và xin lỗi anh và tất cả các bạn, ví dụ ở những cái tàu, ví dụ như Quảng Bình có cái tàu cảnh sát biển hoặc ở bên Trung Quốc cũng có cái tàu hải giám chẳng hạn, chỉ cần một động tác dở cái bạc ở cái pháo nó lên thôi đấy thì nó lại là cũng là một cái vấn đề. Cho nên là hiện nay ấy, giả sử vâng đấy, cho các bạn đừng có nghĩ rằng là coi như là nó cứ leo thang, nó từng nấc một đấy. Đúng rồi, tức là khi mà các cái tàu nó có cái quy định là phải bịt cái nòng pháo
anh tháo cái đó, dỡ cái đó ra là bắt đầu là cái không khí nó khác. À, cái không khí nó khác thì tôi chỉ lên tôi giải thích với các bạn thêm cái chỗ này, có lẽ anh em mình chắc đa số biết rõ hết rồi, nhưng mà thường thường mình hay có cái cảm giác là nó đang xâm lăng hoặc nó đang vào đó thì như là đi vào hãm hiếp vợ, thì các bạn nói nó, các bạn hiểu nó không có đúng. Cái luật pháp quốc tế thì chúng ta hiện nay chỉ được quyền trách pháp đến cái mức độ như vậy thôi, thì chúng ta chỉ trách pháp như vậy thôi đó. Còn đó là thường ngày thì cứ rượt đuổi với nhau, và cứ thể nó phát lo mình cũng phát lo, thì bởi vì nó đang bảo là quyền cái lưỡi bò của nó, cho nên nó phát lo này phát lo nọ gì nó kệ nó, còn mình cũng cứ phát lo và mình cứ chấp pháp của mình. Nhưng cái cuối cùng thắng lợi, như tôi nói các bạn hồi nãy mấy lần rồi đó, thắng lợi hay không là cái chuyện chúng ta có khoan được hay không đó, rồi mai mốt không, chúng ta có khai thác. Anh Bình Vương hiện nay mới là khoan thăm dò, đúng, khoan thăm dò thôi. Rồi mai mốt á là chúng ta có tổ chức để mà khoan, nghĩa là khai thác được hay không. Đúng rồi, thì đúng rồi, đúng cái này đúng rồi, bạn nói đúng, anh Lê Tình, tôi đâu có phản đối cái đó đâu. Tức là anh tháo bạc nòng súng ra là khiêu khích, cái bởi vì đúng cho rồi. Nên tôi nói là cái phải trùm lại đó là nó khác, khi tháo ra đó là cái hành động đó là khác, chứ tôi với anh Bằng cũng đều nói thế mà. Cho nên cái việc mà trên đó nó là chúng ta đi qua, gọi là đi qua vô hại nó khác, còn đi qua mà bắt đầu anh phải tuân thủ một số, nhất là tàu quân sự, thì như các bạn nói đó là đúng rồi, tức là nòng súng đó là phải bích lại hết đó, anh đi qua là anh vậy. Còn vào vùng lãnh hải thì lại khác nữa, vào vùng lãnh hải của Việt Nam thì anh phải thông báo trước, anh phải xin phép tất cả các thứ, chứ không chuyện đùa, cái đó là nó xem như là biên giới quốc gia, là xem cái đó đó. Còn cái vùng đặc quyền kinh tế là người ta còn quốc tế còn được phép đi tới đi lui, nó còn được, kể cả những cái khảo sát mà gọi là khảo sát quốc tế mà vô hại đó là không cần phải xin phép chủ nhà. Vâng, chứ bây giờ này, em nói Bình Phương người ta dùng cái từ vùng đặc quyền kinh tế nhá, thì nó lại khác cái vùng lãnh hải. Đúng rồi. Đấy, cho nên người ta dùng đúng. Cái từ khác nhau, các bạn phải nhớ cái đó, khi nào mà nó gọi là nó vào vùng lãnh hải của mình á thì cái hành xử của mình nó là phải quyết liệt hơn nữa, và nó khác hẳn. Đúng rồi. Nó không có chuyện đùa đâu, cái đó là coi như vi phạm tới biên giới quốc gia rồi. Còn cái vùng đặc quyền kinh tế thì cái tính chất nó nhẹ hơn một chút, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn đó là nhắc thêm với các bạn là đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ được có 200 hải lý, thềm lục địa của chúng ta nó thoai thoải, cho nên nó có cái quy định cái độ dốc của nó là bao nhiêu thì mới được công nhận, chứ không phải là độ dốc bao nhiêu cũng được công nhận đâu anh. Thí dụ như bởi vì mới nói vì sao mà chúng ta mới nói, nhiều người có nói là có cái rãnh giữa bãi Tư Chính với lại là cái quần đảo Trường Sa có cái rãnh, nhưng mà nó như thế này, tức là nếu như nó không có cái rãnh đó mà nó có cái độ dốc thoai thoải đó thì thật ra nó lại tính cho cái Trường Sa đó, là bởi vì sao? Bởi vì nó gần cái Trường Sa hơn đó. Bãi Tư Chính đó, thật ra nó tính ra nó 63 hay 60 mấy hải lý, tôi nhớ hình như khoảng đó đó, là nó gần hơn là ở trong cái bờ đường cơ sở của mình đi ra, nhưng mà rất tiếc là nó có một cái rãnh như là một cái vực thẳm, mình hình dung nó là trên đất liền đi, trên núi mà nó có một cái vực sâu, thành ra nó không có cái độ dốc theo cái quy định của Liên Hiệp Quốc để gọi là thềm lục địa, thì từ cái chỗ đó nó không được tính đó là một cái bãi đó là thuộc nằm trong thềm lục địa của đảo Hoàng Sa được, vì cái rãnh đó, thành ra nó không dính líu, và nó dính líu ở bên Việt Nam là dùng đặc quyền kinh tế với lại thềm lục địa của Việt Nam. Em nói với anh Bình Phương và tất cả các bạn như này, thì Trung Quốc hiện nay đã đưa ra hai cái luận cứ mà người ta nói là cái khu vực bãi chính đó là của Trung Quốc. Thứ nhất là đường lưỡi bò, thứ hai là nó bảo là tức là cái vùng này là vùng của cái, tức là tôi thuộc về cái quần đảo Trường Sa đấy, thì mình chứng minh, tức là thứ nhất là anh Phương, Bình Phương nói đó là nó có một cái rãnh, nó như hai quả núi ấy. Bây giờ hai quả núi cao thì ở giữa, đúng rồi, đúng rồi, hai quả núi nó là khác. Thứ hai là cái đường thành thành ra đó. Vâng, đúng rồi, anh nói đúng là tôi nói ngay chỗ cái vùng mà đặc quyền kinh tế, chúng ta các bạn đọc lại cái này là cái kiến thức này nó có sẵn ở trên internet hết, tức là cái quy định từ bao nhiêu mình ra được cả 350 hải lý nữa, chứ không phải là nó chỉ dừng lại ở 200 hải lý. Nếu như cái bờ biển của mình nó có một cái vùng đặc quyền, cái vùng thềm lục địa là cái độ xoải của nó đó, nó tương đối, thì mình cái đó anh phải đi chứng minh cho Liên Hiệp Quốc nha, chứ không phải là lúc nào anh muốn nói anh là cái là thềm lục địa của anh tới đâu là tới, không được. Nhưng mà có thoai thoải cỡ nào, có bằng cỡ nào thì anh cũng chỉ được ra thêm được tối đa nữa là 350 hải lý nữa mà thôi đó. Nhưng mà phải chứng minh cho Liên Hợp Quốc độ nông, độ sâu, đồ này đó, độ thoải, đồ này đó đàng hoàng, chứ không phải là mình muốn tuyên bố mà là dùng đặc quyền, dùng thềm lục địa của mình bao nhiêu thêm nữa là thêm đâu.
Thành ra tôi nhắc lại để các bạn hiểu cái đó, đừng có cãi nhau cái chỗ là 202 lý rồi là coi như ngoài ra là ai muốn tranh chấp không phải. Chúng ta vẫn còn cái quyền ở trên đó hết. Mà một cái quyền thềm lục địa thì nó có cái quyền khác các bạn nha. Thành ra cái này mình chịu khó tìm hiểu thêm rồi mình mới hiểu được đảng và nhà nước mình cái cách giải quyết làm sao cho nó hợp lý. Thì như vậy thì cái cách hiện nay đó là phải nói là chúng ta đang làm hết sức là quyết liệt rồi. Với cái điều kiện dân sự làm như thế đã là hết sức quyết liệt rồi. Đó, nghe các bạn, thành ra báo đánh cáo đó các bạn thấy không? Nếu mà nói là xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế là đã như hãm hiếp vợ con này, như bạn đã nói như vậy thì thường ngày tàu đánh cá Việt Nam đi hãm hiếp ta hoài sao? Đúng không? Rồi tàu đánh cá của các nước khác nó cũng vi phạm với mình hoài đó. Cái chuyện đó là chuyện dân sự thường tình. Và cảnh sát biển nó sẽ thi hành cái chuyện đó. Đuổi đâu chứ, à, mình buồn cười cái mà đó. Ở đây nói với các bạn thêm cái thông tin như thế này để mình thấy là cái tranh chấp quốc tế nó có nhiều cái việc lý thú. Đó là tàu Trung Quốc đi vào cái vùng biển Hawaii đó, cái tàu khảo sát đó. Tôi chưa biết rằng là họ có dừng lại họ khảo sát theo cái địa chấn gì đó thì có sẽ bị cảnh sát Mỹ nó sẽ ra nó làm việc. Nhưng nếu như cái tàu khảo sát đó nó na ná như cái tàu khảo sát, dạ, những cái tàu khảo sát mà của Mỹ nó đi vào vùng biển của Trung Quốc trước đây mà anh nhớ không, cái tàu gì im gì đi quên rồi, cái tàu gì mà hồi đó mà cũng có tranh chấp cũng cãi lộn với Trung Quốc ấy, thì là Mỹ nó bảo là đây là khảo sát khoa học mà Liên Hiệp Quốc cho phép, thì chúng tôi có cái quyền khảo sát trên vùng biển đặc quyền kinh tế của anh, nhưng mà tôi có quyền khảo sát để tôi tìm độ mà mặn của nước biển khoa học mà nghiên cứu thôi, đại dương này nọ các thứ, thì anh không có cái quyền ngăn cản cái đó, không cần phải xin phép cái nước có cái chủ quyền đó. Thì cái đó nó có cái quy định, các bạn đọc, tôi cũng không có nhớ kỹ chi tiết hết được đâu đó, nhưng mà tôi biết rằng là tôi đang chờ xem coi là Trung Quốc nó sẽ làm gì ở cái tàu khảo sát đó ở biển Hawaii, và coi cái phản ứng của người Mỹ như thế nào để mấy ông ba que ông phải biết cái luật quốc tế nó là như vậy. Thành ra nếu như Mỹ mà không chấp hành cái luật pháp quốc tế đó thì Mỹ cũng tầm bậy. Nếu như cái tàu khảo sát đó của Trung Quốc họ khảo sát những cái việc như là độ mặn của nước biển vùng đó, hay là hải lưu hay là cái gì đó họ đo đạt gì đó, thì cái đó không cần phải xin phép, thì là Mỹ không có cái quyền để xua đuổi người ta đó. Tôi nói vậy để biết Mỹ đó, chứ đừng nói Việt Nam. Cho nên đó là cái tàu khảo sát này là cái tàu nó khảo sát có thể là nó thử, nó cho nổ mìn ở lòng đất, nó lấy cái giọng lên cái đột, nói chung là nó thử địa chấn gì đó, thì cái đó là cái chuyện mà khi nó tiến hành cái là Việt Nam mình phải ra mình đuổi nó đi. Chứ giờ tôi giả sử cho các bạn nghe này nha, cái tàu khảo sát đó nó không khảo sát gì hết, và các cái tàu đó nó chạy, và nó chạy tới chạy lui vậy thôi, thì chúng ta chỉ có được quyền chạy theo cái giám sát của mày, có ngừng lại thì đặng tao mới ra tao ngăn mày, tao phát loa và tao xịt nước mày, không cho mày làm. Chứ còn nếu nó vẫn chạy tới chạy lui là mình cũng chỉ có quyền chạy tới chạy lui theo thôi. Nói vậy để các bạn hình dung nha, nó chạy tới chạy lui thì chúng ta cũng có quyền chạy theo coi chừng vậy thôi, chứ còn mình không có cái quyền đó là không cho nó chạy tới chạy lui. Các bạn nghe, các bạn hình dung được chưa? Đó là cái chuyện mà không khéo mà người ta chạy tới chạy lui mà anh đi làm tầm bậy là anh còn chết dữ nữa. Đó là thôi thì mình nói lên, mình cung cấp, mình nói rõ thêm một số để các bạn tham khảo thôi. Còn cái này thật ra bạn nào có nghiên cứu thì các bạn đọc trên mạng nó cũng dài lắm, tôi cũng nhớ không có nổi hết, kỹ hết đâu. Thì các bạn nào biết còn nhớ kỹ thì bổ túc thêm, hoặc là các bạn nào có cái lý thú, có cái muốn tìm hiểu đó thì là các bạn chịu khó vào đọc. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, ok, xin em xin cảm ơn anh Bình. Xin mời bạn Nguyễn Tiến Vượng. Các bạn xin lên, các bạn còn đấy không? Chào Hiền Đức Mai. Không, hiện nay coi như Trung Quốc chưa thể thiết lập vùng trận diện phòng không đâu. Long Thủy chờ chút đi. Nguyễn Chức Vượng không được này. Bạn Vương Cường, mời tiếp bạn Vương Cường.
đang thêm Vương Cường ấy. Nếu không được Vương Cường thì mình mời Long Thủy. Đang thêm Vương Cường. Mời những bạn mới. Không được bạn Vương Cường. Rồi xem bạn nào lên ok lại nhá. Xem mời anh Long Thủy nhé. Rồi đang thêm Long Thủy. Rồi xin chào Long Thủy. Chào anh Bằng. Anh nghe rõ không anh? Nghe rõ, quá rõ. Chào anh Bằng Nguyễn và tất cả các anh em trên diễn đàn. Trên diễn đàn nhà anh Bằng Nguyễn là 210 người nha. Tôi giờ lên đây tôi chỉ có cái lời chia sẻ với cái trắng đỏ này. Mày quay đi quẩn lại, mày chỉ vào đây mày tuyên truyền như thế à? Mày chúng mày thì suốt đời sợ Trung Quốc thế à? Biết sợ mà mày xuống đường đi. Chứ mày đừng có xúi dại người dân xuống đường nhá. Mày hiểu chưa? Mày là cái dân chủ quầy ở khu vực nào đấy, mày lộ địa chỉ thế nào? Hả? À? Nói xin được mấy cái đồng lẻ rồi. Dân này hoàn toàn thất bại, đúng không? Và kể cả bọn chống cộng cực đoan. À? Suốt ngày sợ Trung Quốc à? Sợ Trung Quốc mà chúng mày còn ngồi đây mà cào bàn phím được à? Tào lao. Nói chung là cái bài tư chính ấy thì là yên ổn, không có vấn đề gì đâu. Nó chỉ là cái nhấn mang tính chất cái nào hù dọa thôi, nó không dám đâu. Còn tại sao Việt Nam không mà dám mà không mang tàu ngầm với tàu chiến ra để làm gì? Bởi vì nó có làm cái gì đâu, nó chỉ mang cái tàu khảo sát thôi, để nó gây ấn thôi. Còn mình thì chỉ mang cái tàu chấp pháp với tàu kiểm ngư ra để xua đuổi thôi. Chúng nó cái đầu nó ngắn lắm. Vì thằng Trung Quốc nó như cái vụ của Philippines 546 đấy, cũng như của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đấy, là húng lên là bắn trước mà. Bắn trước là mình chết đấy. Nó gây bẫy mình mắc mưu là mình chết. Cái vấn đề là hiện nay Trung Quốc ấy, người ta chỉ mang những tàu dân sự ra đấy để mà quấy nhiễu thôi. Đấy. Cũng sử dụng những tàu dân nó sự. Nó mang là đấy. Cái tàu dân sự là cái và một số gọi là thuyền của gọi là ngư dân người Trung Quốc, nhưng thực chất nó là cái lòng cốt của quân đội Trung Quốc. Gọi là biệt danh là ngư dân đấy. Để nó khiêu khích, để cho mình không kiềm chế được là mình nổ súng là mình mắc mưu chúng nó. Đấy, nhưng mà Việt Nam là chính phủ Việt Nam được đấu tranh trên mọi phương diện rất là mềm mỏng và rất là dứt khoát, cương quyết. Nhưng cái đám này, xin lỗi mọi người nhá, đái không ra qua ngọn cỏ ấy, lúc nào kêu là Trung Quốc xâm nhập. Sát bây giờ thì cần gì phải mua súng đạn vũ khí để làm cái gì? Rồi mình xin lỗi Long Thủy, mình nói Long Thủy với tất cả các bạn như thế này. Bây giờ ví dụ Trung Quốc người ta mang tàu dân sự ra thì mình chỉ cần đưa tàu chiến ra thôi, thì nói chung là cái chuyện đó là do mình leo thang, đúng không? Đấy, mà những nước nào là leo thang trước thì nước đó nó có lỗi. Ví dụ như cái vụ ở bãi cạn Sao Paulo, khi mà Trung Quốc đã đưa tàu ngư chính và tàu hải cảnh ra để bao vây cái bãi cạn Sao Paulo thì Philippines vội vã phái tàu chiến ra, đúng không? Thì lúc đấy là cái chính nghĩa đấy thuộc về Trung Quốc chứ không phải thuộc về Philippines nữa. Chứ mình đang là người chính nghĩa đấy. Mình trở thành người phi nghĩa. Tôi nói các bạn, cho nên đấy. Thì mình phải tôi đang muốn nhấn mạnh ở cái chỗ này đấy, mình là kẻ bị hại mà mình vô tình mình trở thành là kẻ tấn công. Đấy, là cái mưu mô của thằng Trung Quốc nó rất là xỏ lá ở chỗ đó. Thôi kệ nó, cứ cái thằng này nó lải nhải mà, cứ kệ nó, cho nó diễn đàn nó vui, thỉnh thoảng có người nó lải nhải thì các bạn biết rồi, kệ. Còn ví dụ như là kể cả bên đối lập các thứ, bạn đang muốn lên đây mình tranh luận thì mình tranh luận thôi, đúng không? Những điều mình phải nói ra, những điều lẽ phải để cho những người dân người ta không hiểu biết, và những cái việc
những cái anh chị Việt kiều ở bên kia các anh chị cũng chưa hiểu biết lắm, thì các anh chị ví dụ xem những diễn đàn này chẳng hạn, hoặc là các anh chị xem lại ở trên những kênh YouTube chẳng hạn, thì các anh chị sẽ có một cái điều hiểu biết hơn, chứ không phải như cái bọn chống cộng cực đoan, chúng nó toàn nó phịa ra, tức là nó phịa ra những cái trắng đỏ đây này, trắng đỏ mà biết sợ ấy, biết sợ Trung Quốc ấy, thì hồi nghe tôi nhá, sang Trung sang Mỹ ở, sang Cali ở, quá yên tâm đấy, gì sang đấy ở cho khỏi sợ Mỹ. Còn bọn tôi không sợ, bọn tôi trong ở trong nước, bọn tôi giữ cho, rồi cậu sang Mỹ ở nhá, nói xe cho nó ngắn và vuông nhá, chứ đừng lên trên này đi tuyên truyền bữa bẩn nhá. Riêng mỗi trắng đỏ sợ thôi, còn người dân trong nước là không ai người ta sợ đâu nhá, truyền thống 4.000 năm lịch sử rồi nhá. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam là khuất phục một bất kể một kẻ thù nào nhá. Nói thế cho nó vuông nhá. Còn ai sợ thì sang Trung Quốc, sang Mỹ ở, thoải mái, vô tư, đơn giản thế thôi nhá. Vì trắng đỏ là sợ, không dám đánh nhau, không dám cầm súng. Tốt nhất là sang Mỹ, chứ đừng lên lên ca cái đi la liếm các diễn đàn này, đi tuyên truyền vớ vẩn và quay đi quẩn lại mấy câu đấy thôi. Đúng mà rồi. Nói đi nói lại không biết nhảm à, không biết nhục à, mọi người ta chửi cho không biết nhục là sao? Đúng rồi bạn. Vâng, thôi em cảm ơn đây bạn Nguyễn nha. Cảm ơn tất cả 194 người trên diễn đàn nhà anh Bằng Nguyễn nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nha. Rồi, xin chào đồng tử. Rồi, bạn Tín Vượng hoặc là đấy. Mình sẽ mời bạn Tín Vượng này, mời lại một lần nữa này. Đăng thêm đấy. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Mình đâu hiếu chiến đâu, đúng không? Mình đâu có đi xâm lược mà một nước nào, mình luôn luôn bảo vệ cái chủ quyền của đất nước. Đấy. Chứ bây giờ ví dụ như Trung Quốc mang những cái tàu dân sự ra, mình lại mang cái tàu chiến ra, thì mình là người hiếu chiến quá, đúng không? Đấy. Không được rồi. Rồi mình mời Lê Trung Tình. Bạn nào muốn xin lên thì ok đi. Thì gửi lại mời. Cuối cùng mời không được. Rồi xin mời Lê Trung Tình. Chào anh Bằng, chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Rồi, hôm nay lại được trò chuyện với anh Bằng, với mọi người trên diễn đàn. Bây giờ thì ta hay nói nhiều về cái đối sách của nhà nước với về Biển Đông, còn nhiều ý kiến trái chiều, còn nhiều ý kiến là muốn mạnh tay hay là đối đầu thế nào với Trung Quốc, thì đó là ý kiến thôi. Chứ còn em thì hôm nay em nói vấn đề này, thực ra cái vấn đề Biển Đông á, nó là cuộc đấu trí giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là căng thẳng và dài dẳng. Mình nói chung về Biển Đông. Nếu mình nói, mình muốn nói tình nói chung về Biển Đông, tức là cái vừa nãy mình đã nói là cái khu vực Biển Đông này ấy, nó như một thùng thuốc súng, đòi hỏi tất cả các bên đều phải kiềm chế, cho nên mình đang đấu tranh để mà làm sao mình ký được cái, tức là cái tuyên bố ứng xử về cái bộ quy tắc về ứng xử về Biển Đông COC. Em muốn về nói chung là nói riêng về Biển Đông và cái đối sách của mình với Trung Quốc, thì em nói hơi rộng ra một chút, tức là vấn đề Biển Đông giữa mình với Trung Quốc là cuộc đấu trí dài dẳng, rất là căng thẳng, mà nó kéo dài từ nhiều năm trước nay rồi và sẽ còn kéo dài nữa. Bởi vì là thứ nhất nó là chủ quyền của mình, thứ hai nó là thằng Trung Quốc nó cũng tuyên bố là của mình, của nó, cho nên nó còn đấu trí, còn đấu với nhau dài dẳng, đấu cả về trí lẫn về lực. Thực ra thì lãnh đạo đảng với trung ương của mình đã có cách nhìn đề phòng và dè chừng với Trung Quốc từ lâu rồi, và đặc biệt là từ cái hiệp định Geneva năm 54 ấy. Tìm hiểu và tham khảo những cái
cái hồi ký của Tổng Bí thư Lê Duẩn và những cuộc phỏng vấn của những đài truyền thông nước ngoài đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ấy, phải biết thì lãnh đạo mình đã đề phòng và dè chừng Trung Quốc từ rất lâu rồi. Em nhấn mạnh đặc biệt ở đây là từ sau Hiệp định Geneva. Đúng. Mình xin nhận chính... cho các bạn biết ví dụ đúng như đúng. Ý mình như này. Chính ra là cái bài Hiệp định Geneva tức là muốn chia, tức là ví, tức là cái giới tuyến quân sự tạm thời. Tuyến 13 cơ. Tuyến 13 cơ. Đúng không? Nhưng mà âm mưu của Trung Quốc cuối cùng năm hồi đó mình rất yếu mà mình cũng phụ thuộc Trung Quốc nhiều. Trung Quốc mới dịch lên ý tuyến 17 để cho cái Hoàng Sa và Trường Sa nó lập nằm do cái chính quyền Bùn Dìn Việt Nam Cộng Hòa quản lý thì coi với có cái điều kiện cho Trung Quốc đấy để mà okay. Lý ra lý vì sao mà mình đưa ra đàm phán ở Hiệp định Geneva yêu cầu lấy vị tuyến 13 tại vì cái thời điểm xong đánh Điện Biên Phủ đánh Pháp ấy, là liên khu 5 của mình gần như là vùng giải phóng gần như tất cả đã thuộc về mình rồi. Riêng cái khu vực liên khu 5 đấy nên khi đưa ra đàm phán đấy là mình yêu cầu là lấy ranh giới tạm thời là vĩ tuyến 13 cơ chứ không phải vĩ tuyến 17. Nhưng mà không ngờ đã bị Trung Quốc gài độ và trở lời trở mặt lại với mình. Trở mặt với mình thì nó đẩy đẩy cái vĩ tuyến tạm thời giới tuyến tạm thời lên vĩ tuyến 17 cơ. Còn mình á theo theo cái hồi ký của Tổng Bí thư Lê Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ấy thì yêu cầu là vĩ tuyến 13 nhưng mà khó lắm, cùng lắm mà yếu thế lắm không được thì phải lấy vĩ tuyến 16 cơ, chứ không phải lấy vĩ tuyến 17. Nhưng mà do cái bàn tay của Trung Quốc, do cái sự trở mặt của Trung Quốc cho nên là mình phải bị chia cắt ở cái vĩ tuyến 17. Đấy, cho nên là từ cái thời điểm đó là từ Trung ương Chính phủ đã rất là đề phòng dè chừng với lại Trung Quốc rồi. Luôn 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 cảnh giác. Dù trong mọi từng cái thời điểm, từng cái hoàn cảnh, từng cái thời điểm từng hoàn cảnh họ nhiều lúc họ giúp mình thật á. Nhưng luôn luôn đề phòng. Chính sau này cái cuộc phỏng vấn của đài truyền hình của Pháp hay gì em nhớ phỏng vấn cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói rõ là chỉ thẳng mặt Trung Quốc là nói là họ cực kỳ thâm độc và nguy hiểm đó. Cho nên là ý em nói ở đây là lãnh đạo đảng nhà nước của mình đã luôn tính toán được, luôn biết được cái bộ mặt đằng sau của Trung Quốc, cho nên là luôn luôn có cái đối sách chính sách đề phòng và ngoại giao một cách mềm dẻo khôn khéo tùy vào từng thời điểm điều kiện. Cái này ngoài đấu trí ra còn đấu lực nữa, còn đấu lực nữa. Trước đây cái lực của mình nó yếu thì nhiều khi mình phải chịu thiệt thòi, rõ ràng nó là như vậy, chịu thiệt thòi, thiệt thòi ngay về 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 kinh tế lẫn cả khu vực trên biển nữa. Thì anh thấy cái thời điểm, nhiều cái thời điểm mà mình thiệt thòi trên biển đó. Đúng không? Cho nên là cái riêng, nói riêng cái vấn đề Biển Đông thôi, luôn luôn phải từ từ không những từ trước đến nay mà còn về sau nữa, luôn luôn phải đấu trí mà cực kỳ là đấu trí, là cực kỳ căng thẳng chứ không phải là đơn giản. Tùy từng thời điểm, tùy từng tình hình mà mình ra cái quyết sách như thế nào hợp lý nhất. Và điều đặc biệt quan trọng là tối quan trọng của lãnh đạo đất nước mình là đối sách làm sao tối đa tránh được chiến tranh, không để mất nước, không để mất đất, không để mất biển, nhưng phải tránh được chiến tranh. Còn nhiều ý kiến cho rằng nếu nó cố tình xâm phạm, cố tình chiếm thì sao? Cái đó là điều cùng lắm, cuối cùng nó phải xảy ra, không ai muốn xảy ra. Nếu mà nó đánh, nó chiếm thì mình phải đánh thôi. Còn đánh lúc đánh nhau đấy thì chưa biết thằng nào thắng thằng nào thua cả, thì rõ ràng là mình biết cái lực lượng, thế cái tiềm lực quốc phòng của nó mạnh ở đông rồi đó, nhưng ai biết đâu được mình như thế nào. Từ trước đến nay bây giờ mình có bao giờ công bố sức mạnh quân sự của mình như thế nào? Lâu lâu hé ra một cái tin nào đó,
hé ra một cái thông tin nào đó, hoặc là những cái gì mình có thể công khai được, ví dụ như tàu ngầm, máy bay, rồi pháo này kia thôi, hoặc tàu chiến này kia thôi. Như anh Long Việt anh nói, mình mới chỉ hé ra được cái năm năm lâu mình hé được cái sản chế tạo được cái nhiên liệu tên lửa đó, đó chỉ là một cái gợi ý nhỏ thôi, nhưng mà khi đã chế tạo được động cơ tên nguyên liệu tên lửa thì mọi thứ nó sẽ khác. Đấy, mình thì luôn có cái chính sách của một cái nước nước yếu là muốn không có chiến tranh thì phải chuẩn bị cho chiến tranh, luôn luôn là như vậy. Cho nên là mình có luật nghĩa vụ quân sự là vậy. Ngoài cái số quân thường trực của mình ra thì luôn luôn có một lực lượng cực kỳ đông đảo, vài triệu người, gọi là lực lượng dự bị động viên, tức là những người lực lượng dự bị ấy, tức là những người trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, đã từng qua quân ngũ, hoặc là đã được từng được huấn luyện sơ cấp, hay là cái huấn luyện luyện qua quân sự, đó là lực lượng dự bị động viên. Còn dần dần mình mua sắm vũ khí phòng thủ như này, thế này thế kia thì tất nhiên từ trước đến nay mình không bao giờ mình nói ra cả sức mạnh quân sự của mình, thì đó là bí mật. Cái bí mật mới là quan trọng. Thì cái nào cần hé được thì ta hé thôi. Cho nên nói một cách là nếu mà nó hung hăng nó đánh đi, chưa chắc nó đã thắng. Chưa chắc nó đã thắng. Anh không biết có nhớ là cái năm Hải Dương 981 nó xuất hiện đấy. Thì cứ đồn thổi lên là nhiều lãnh đạo diều hâu của Trung Quốc muốn dùng vũ lực quân sự để đánh á. Cái ông nhớ phó đô đốc hay phó tư lệnh gì về hải quân phía nam của Trung Quốc ấy. Ông nói thẳng luôn là nếu Trung Quốc chiếm Hoàng Sa chỉ trong một tuần là có thể chiếm được, nhưng mà ông khẳng định là chiếm được nhưng không thể giữ được. Ông ta khẳng định một điều như vậy đó. Còn có đánh được hay không cũng là một chuyện nữa, đánh được hay không cũng là một chuyện nữa. Mình nhỏ, mình yếu thật, nhưng chưa chắc mình đã thua đâu. Theo những cái gì mà đầu tư vào quốc phòng thời gian gần đây thì chưa chắc mình đã thua đâu. Mình không không phải sợ gì nó, nhưng mà lãnh đạo nhà đảng và nhà nước của mình tiên quyết một điều là tránh trước tiên phải dùng, đúng rồi, dùng các biện pháp ngoại giao trước đã, dựa vào luật pháp quốc tế các bạn, dựa vào sự ủng hộ của quốc tế cái đã, để giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tránh xảy ra chiến tranh. Mình đất nước mình quá thân thiết với chiến tranh rồi còn gì nữa. Mới phát triển được bao nhiêu lâu, dân chưa gần hai nước năm. chưa thực sự giàu mạnh, dân muốn sống hòa bình, đánh chiến tranh làm cái gì? Bây giờ cứ hung hăng ra ngoài kia một cái, hung hăng ngoài kia một cái nổ súng một cái là thôi rồi, là nó viện được cái cớ đó là mình mắc mưu của nó rồi. Nhưng mà cũng xin nói một điều, mình nên yên tâm rằng là cái đường lối ngoại giao của mình là cực kỳ hợp lý và đúng đắn. Dù nhiều người đang nghĩ như thế nào đi chăng nữa, hèn hay là yếu hay là bán cho tàu cộng cái gì đó, cái đó chỉ là một số kẻ nó phản động thôi. Chứ còn thực ra dân mình đa số nên tin vào cái điều này, nên tin vào cái sự lãnh đạo này, nên tin vào cái đường lối này. Còn nếu mà cùng lắm mà xảy ra chiến tranh ấy, thì lại chung vai gánh sức thôi. Chứ cái bọn kia nó chạy nó chứ nó chẳng làm gì được đâu. Chứ cái bọn ba que em dân chủ cuội nó chạy chẳng làm gì được mình đâu, nó chẳng làm gì cho dân cho nước mình đâu. Nói chung là chúng nó chỉ có kích động thôi, để mà ví dụ như mình đánh nhau Trung Quốc, hay là để cho kích động mọi người dân xuống đường biểu tình, sau đó chúng nó mới ở ngoài, chúng nó mới tức là gây rối, hiểu không? Đấy, chứ không có biểu tình mà ôn hòa đâu. Tôi nói tất cả các bạn, đấy Việt Nam các bạn thấy không? Mới có ví dụ như có mấy cuộc biểu tình ở ví dụ cái hồi giàn khoan 981 đấy, vào về thì dân cũng xuống đường, nhưng các bạn thấy thế nào? Có ôn hòa không? Hoặc cái vụ mùng 10 tháng 6 và mùng 10 11 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Thuận ôn hòa không? Đấy các bạn, nếu mà ví dụ có trường hợp đấy thì nói chung trong nước mình nó mất ổn định đi, đúng không? Đó là cái sự mong muốn của bọn Trung Quốc thôi, đúng không? Đấy. Không. Nếu mà thẳng thừng ra là những người dân xuống đường đấy là hầu hết là những người ta ôn hòa thôi.
người ta biểu tình một cách ôn hòa thôi, nhưng bên trong đó chúng nó đã cài cắm sẵn một số rồi để gây ra tiếng nổ, gây ra lửa, gây ra sự bất đồng giữa lực lượng chức năng và người dân, nên mới làm cho người dân kích động lên, mới dẫn đến như vậy. Còn em nói thêm là nếu mà đây là giả sử cái trường hợp nha, Trung Quốc nó đánh mình, nó đánh mình trong trường hợp nào này, cái điều đủ cái điều kiện nào nó mới đánh được này, cái điều kiện quan trọng nhất nếu mà nó đánh, nó muốn đánh mình ấy, là trong đất nước mình mất ổn định, đúng không, hỗn loạn, sức yếu đi đấy, sức yếu đi, không có đoàn kết, dân không tin nhà nước nữa, thì tất nhiên dân mà không tin nhà nước nữa thì lực lượng quân sự quốc phòng của mình cũng sẽ yếu đi, giống như Iraq vậy thôi, đúng rồi. Giống như Iraq vậy thôi, dân không tin nữa, sức mạnh yếu đi thì làm sao, thì nó sẽ tìm cách, nó sẽ dựa vào cái thời cơ, nó chọn cái thời điểm rồi. Tôi nói với Nguyễn Chiến Trinh này, chúng tôi chẳng bao giờ đề cao với thằng Ba Que cả, đúng không? Nhưng mà ví dụ mấy thằng Ba Que nó xúi giục những người dân không hiểu biết, và những cái người Việt kiều bên kia kìa, ví dụ cũng có rất nhiều Việt kiều người ta chưa hiểu biết về tình hình Việt Nam. Đấy, thì chúng tôi nói để cho những đối tượng đó nghe thôi, chứ còn mấy thằng Ba Que là cái quái mà phải đề cao nó. Đúng, 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 đúng. Nhìn lại lịch sử bao nhiêu ngàn, cả ngàn năm cũng vậy thôi. Đối với phong kiến phương Bắc, phong kiến phương Bắc cũng vậy. Cứ mình mỗi một triều đại mới lên, sức mạnh mạnh mẽ ổn định thì nó không bao giờ nó dám đánh hết, nhưng nó luôn thăm dò. Khi nào mà các triều đại xảy ra hỗn loạn, hỗn loạn ấy, các cát cứ các phương ấy là bắt đầu nó sẽ đẹp quần đếm đánh. Nhưng mỗi lần như thế thì lại có một triều đại mới của mình lên, đúng không? Thế nên khi mạnh đánh lại được nó thì khi mạnh thì nó lại không dám đánh nữa. Nhưng khi yếu nó mới đánh, kể cả đến ngay bây giờ cũng vậy. Nếu như mình suy yếu á, hỗn loạn á, thì chắc chắn nó sẽ tìm thời cơ nó đánh. Nó sẽ tìm thời cơ nó đánh. Nếu mà nó không đánh trên bộ thì nó sẽ nhằm Biển Đông nó đánh trước. Cho nên là điều quan trọng bây giờ là không để đất nước xảy ra hỗn loạn. Cần sự ổn định, hòa bình để phát triển kinh tế. Đúng. Đúng. Như lần trước em đã nói rồi đó. Đúng. Còn em đính chính thêm chỗ này anh Bạc ạ. Cái năm 2016 á, là Trung Quốc nó sát nhập ba cái lực lượng này, ngư chính này, hải giám và hải cảnh thành lại một, thành còn là lực lượng hải cảnh thôi. Không, dân quân biển thì lát em cho nó thành ba cái lực lượng, cứ thành một lực lượng chung, đó là lực lượng hải cảnh thôi, chứ còn không còn ngư chính với lại hải giám nữa. Còn về dân quân biển á, dân quân biển thì nghe nó đơn giản thôi, nhưng mà thực sự nó là cực kỳ thâm hiểm của thằng Trung Quốc á. Tôi hiểu dân quân như thế này này, dân quân như giống như dân quân tự vệ của mình á, là cái lực lượng bán vũ trang, có được trang bị vũ khí nhưng mà vũ khí hạng nhẹ thôi, cùng lớn lắm là đến, đúng rồi, đại liên mới đến 12 liên 7 14 liên 5 thôi. Đó, lực lượng gọi là lực lượng bán vũ trang, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Lực lượng này không bố được bố trí ở nội địa, ở địa phương, không trực chiến nơi tuyến đầu. Cái điều này mới là cái nguy hiểm, nó thể hiện cái sự thâm hiểm của nó. Là ở trên biển nó thành lập cái lực lượng dân quân biển. Người vô danh. Ý nó muốn... Sao mình không thấy người vô danh ở đây? Hay là mình lấp rồi, mình không thấy người vô danh ở đây này? Vâng, cái lực lượng, vâng, nó lập cái lực lượng dân quân biển lên, nó ý nó muốn nói rằng là biển là của nó. Nó khẳng định là biển là của nó, nên nó lập cái lực lượng dân quân biển lên. Tức là lực lượng này nằm trong nội hải của nó, vùng biển của nó. Nhưng nó có quyền, lực lượng này bảo vệ, vừa sản xuất, vừa bảo vệ ngư dân của nó. Đấy mới là nguy hiểm, đối với là thâm biển. Ý nó muốn nói là biển này của nó khẳng định biển này của nó. Đấy, cái lực lượng dân quân biển này trên thực địa thì nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm ở chỗ này này. Bởi vì nó là lực lượng bán vũ trang, nó được trang bị vũ khí,
Cho nên khi mà nó đụng độ với lại ngư dân của mình thì nó sẽ dùng vũ khí hoặc nó sẽ dùng biện pháp đâm phá ngư dân của mình hoặc ngư dân bất kỳ cứ nước nào có chung vùng biển của nó. Tại sao trường hợp mình không nhìn thấy người không danh ở đây, chứ không có cái nick người không danh ở ở trong này, mình theo dõi cũng kỹ. Vâng, đó là em nói về cái lực lượng dân quân biển, mình nên hiểu rõ cái lực lượng dân quân biển đó là như vậy. Lực lượng dân quân biển của nó thành lập ra, mục đích của nó là nó khẳng định rằng Biển Đông là của nó, vùng biển đó là của nó. Cho nên dân quân của nó chỉ ở trong biển của nó thôi. Anh bạc ạ. Ừ. Hôm nay em chia sẻ thêm chút thế thôi. Rồi, ok. Cho em xuống nhé. Rồi. Chào anh Bằng, chào mọi người nha. Rồi, thôi mình nhiều khi là cũng đi nghỉ sớm đi. Sáng mai mình có một việc một tí xíu. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của mình. Chúc các bạn một đêm ngon giấc và chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc rất vui vẻ. Rồi, xin chào tất cả các bạn và cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, xin Diên Thị Vũ vào sau nhá. Thôi, tạm biệt Diên Thị Vũ.